Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự Học Trí Tuệ Nhân Tạo. Để trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2, thì mình cũng xin thông báo là vừa rồi, ngày hôm qua, là mình đã vừa trở thành F0 và hiện tại đang thực hiện cách ly tại nhà. Thì nguyên một ngày hôm qua, cơ thể của mình vừa rát cổ họng nè, vừa sốt nè, vừa đau nhức khắp cơ thể luôn, nó rất là kinh khủng. Thì tinh thần thì cũng ngày càng đi xuống, rất là hoang mang và sợ. Nhưng mà mình nhận ra là càng suy sụp tinh thần thì bệnh nó sẽ lại càng nặng. Cho nên là cả phải ráng mà phấn chấn tinh thần lên để mà còn bồi dưỡng sức khỏe vượt qua cái căn bệnh Covid này. Thì nói chung là sau một ngày cố gắng tích cực là ăn uống đầy đủ, uống thuốc, uống rất là nhiều thuốc luôn, thì nói chung là qua ngày hôm nay thì cũng đỡ hơn rồi, sốt cũng giảm rồi. Cổ họng tuy vẫn còn khá là đau nhưng mà cũng ráng lên video chia sẻ với các bạn về các cái kiến thức mới về ngành trí tuệ nhân tạo. Cho nên mình có một cái lời khuyên cho tất cả các bạn, nếu mà các bạn đang vô tình bị trở thành F0 thì hãy ráng mà phấn chấn tinh thần, giữ cho mình một cái đầu thật là thoải mái, cố gắng ăn uống điều độ, chăm sóc sức khỏe của mình nha. Rồi, thì trong thời gian vừa qua mình đã làm một cái cuộc khảo sát nhỏ liên quan đến các ngành mà các bạn quan tâm nhất hiện nay, thì câu trả lời mà mình nhận được nhiều nhất đó chính là về ngành khoa học dữ liệu. Thì nên mình đã quyết định là tham gia một cái buổi học về chuyên sâu hơn về cái ngành khoa học dữ liệu này của thầy Trần Anh Tuấn, là tiến sĩ ngành khoa học máy tính. Rồi, vậy thì trong video ngày hôm nay á, chúng ta sẽ cùng với thầy Trần Anh Tuấn tìm hiểu về ứng dụng của ngành khoa học dữ liệu trong các doanh nghiệp nha. Và vì video này rất là dài cho nên mình sẽ chia nhỏ video này thành hai phần cho các bạn dễ theo dõi nha. Ok, còn chờ gì nữa, intro, let's. Hello, xin chào các bạn thấy slide chưa các bạn? Mọi người thấy slide chưa? Ok, xin chào các bạn ha. Thì rất là hân hạnh hôm nay được gặp mặt, chia sẻ cho các bạn một số cái kiến thức cũng như là cái một số cái bài toán mà các bạn thấy là các doanh nghiệp hiện nay họ đang rất là quan tâm, đặc biệt là họ đang cần một cái đội ngũ data scientist để có thể giải quyết cho họ những bài toán phức tạp, khó khăn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cũng như là trao đổi với các bạn. Sau đó thì sẽ giới thiệu các khóa học ở VTCA, những khóa học mà họ sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cũng như là kỹ năng cũng như khả năng để trở thành một người data scientist, có thể làm việc hiệu quả ở các doanh nghiệp. Thì trong quá trình học thì các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ đặt cho thầy trực tiếp ha, thì thầy sẽ giải đáp cho các bạn. Thì giới thiệu các bạn, mình là tiến sĩ Trần Anh Tuấn, mình là trưởng ban công nghệ trí thức và trí tuệ nhân tạo ở VTC. Thì mình đang trực tiếp giảng dạy các bạn ở cấp level 1 để trở thành một người AI engineer hoặc data scientist. Thì những cái chuẩn kiến thức thì mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn để mọi người có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể trở thành những người mà có thể làm việc để xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp. Thì nội dung buổi học hôm nay á, thì chúng ta sẽ bàn về câu chuyện là data scientist là những người như thế nào, cũng như là thầy cũng sẽ nói thêm về AI engineer ha. Thì data scientist và AI engineer là hai cái công việc mà đang được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là tuyển những người mà có khả năng cũng như trình độ để có thể dễ dàng giải quyết những bài toán khó trong về AI trong doanh nghiệp. Tiếp theo là những chuẩn kiến thức skill mà data scientist cần phải có. Thì những cái kiến thức này, kỹ năng này các bạn sẽ được trang bị cách đầy đủ nhất. Tuy nhiên các bạn cũng nên nghe để mình biết là mình cần phải chuẩn bị những kỹ năng nào để có thể trở thành một người data scientist. Tiếp theo là một số bài toán mà thầy nghĩ là bất cứ doanh nghiệp nào ở Việt Nam mà đang làm dịch vụ ví dụ như tài chính, kế toán, ngân hàng, về marketing, quảng cáo, y khoa hay bất cứ lĩnh vực nào mà bạn nghĩ là đang có một lượng khách hàng cần phải phục vụ, bạn nghĩ là có sản phẩm cần phải sản xuất, thì chắc chắn là những doanh nghiệp đó sẽ phải có rất nhiều bài toán thông minh cần phải giải để có thể nhanh chóng tiếp cận khách hàng, để có thể nhanh chóng cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Thì bạn biết rồi, bây giờ là khách hàng cũng là những người khách hàng 4.0 hết rồi.
ở đây bạn để ý là khách hàng của chúng ta toàn là khách hàng 4.0 rồi. À, cái mà họ hiểu biết về AI cũng khá là nhiều rồi. Và chắc chắn là những cái câu hỏi của họ dành cho những doanh nghiệp họ làm việc đó, thì họ sẽ hỏi là có sản phẩm nào trí tuệ nhân tạo không? Về AI mà phục vụ cho họ hay không? Chắc chắn họ sẽ hỏi câu đó. Và bạn biết là càng ngày khách hàng càng thông minh, khách hàng càng mong muốn những cái sản phẩm dịch vụ chúng ta có thể phục vụ cho họ mọi lúc mọi nơi. Đó. Và đặc biệt là phải giúp họ có những cái quyết định, đưa ra những quyết định thông minh để họ có thể sẵn sàng là sử dụng dịch vụ chúng ta. Thì chúng ta sẽ dạy, chúng ta sẽ nói chuyện sơ qua về ba bài toán là phân tích khách hàng, bài toán về xác định những cái giao dịch mà fraudulent, có nghĩa là giao dịch mà bất thường, giao dịch mà không cho phép. Và tiếp theo là một bài toán mà thầy nghĩ là ngày nay rất là nhiều bạn trẻ đang quan tâm và cũng xây dựng những sản phẩm liên quan, là bài toán về thị trường chứng khoán. Thì đây là những bài toán mình sẽ quán discuss với các bạn để các bạn hình dung là cái sự quan trọng của AI trong việc giải quyết những bài toán này ha. Thì bên cạnh đó thì mình sẽ giới thiệu các khóa học theo lộ trình của VTC. Ví dụ như là chúng ta sẽ có khóa về Python để các bạn có thể tự tin kỹ năng lập trình bản thân của mình, cũng như là rèn luyện về toán học. Khóa thứ hai là khóa Specialist, chính là cái khóa mà cái buổi hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Cái khóa này sẽ rèn cho các bạn về AI Engineer cũng như là về Data Scientist ha. Và có một cái khóa đặc biệt là Data Analytics dành cho những bạn muốn kinh doanh thông minh ha. Muốn tham gia kinh doanh thông minh bằng công cụ Power BI ha. Đó, thì đây là những khóa học. Thì các bạn có thắc mắc gì thì hỏi nha. Ok, thì trước khi đi vào thì thầy muốn chia sẻ câu chuyện của một cái người mà làm data scientist trên thế giới. Thật ra thì thầy chia sẻ qua câu chuyện nó sẽ dễ cho các bạn tiếp nhận hơn, bởi vì người thật việc thật chứ không phải là chúng ta định nghĩa thông thường. Nếu định nghĩa thông thường thì chắc cũng như bình thường thôi ha. Thì thầy sẽ chia sẻ đây. Thì không biết các bạn có biết anh này không? Có biết có bao giờ nghe tên anh data scientist là Alex Harrington chưa? Mọi người có nghe anh này chưa? Chưa đúng không? Thì anh này là một người mà làm data scientist khá là nổi tiếng ở US, đặc biệt là trong lĩnh vực retailer. Thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ hỏi là anh này sẽ có xuất phát điểm từ đâu đúng không? Background là gì? Education là gì? Thì thầy nói thật các bạn luôn, thì những cái người mà xuất phát điểm những lĩnh vực như là toán học, như là kinh tế ha, là những người mà không thể tốt hơn để bắt đầu làm data scientist. Thầy nói thật luôn, toán học và kinh tế là không thể tốt hơn để làm data scientist. Tuy nhiên không có nghĩa là những người xuất phát điểm khác thì không làm được data scientist ha. Những người xuất phát điểm khác thì họ cũng có những cái kỹ năng riêng của họ, khả năng riêng của họ, kiến thức riêng của họ, và họ hoàn toàn có thể làm data scientist tốt trên lĩnh vực của họ. Nhưng xuất phát từ toán học cũng như xuất phát từ kinh tế là hai cái background cực kỳ quan trọng đó, để mình làm data scientist. Tuy nhiên các bạn đừng có lo, bởi vì thầy cũng đã có những học người học trò, thầy cũng có những bạn bè xuất phát điểm ở những lĩnh vực khác và họ vẫn làm việc rất là tốt. À, nãy các bạn nào giơ tay nha, thấy có giơ tay có hỏi gì cứ hỏi nha. Buổi này chia sẻ thôi chứ không có gì quá là học thuật đâu ha, không có gì học thuật đâu, chia sẻ thôi. Tại vì khi mà vô lớp học thì chúng ta mới học học thuật, còn đây là những buổi nói chuyện ha, chia sẻ. Thì nếu mà chúng ta xuất phát điểm từ toán học hay kinh tế thì chúng ta có một lợi thế rất là lớn. Thứ nhất là toán học là những người có logic rất là cao, những người luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao, why, lúc nào cũng why và sẽ như thế nào, how to do, làm sao để khắc phục nó. Thì những người làm toán lúc nào trong đầu cũng có hai câu hỏi đó là why and how, tại sao và như thế nào. Đó cũng chính là hai câu hỏi chính của người làm data scientist. Lúc nào họ cũng nghĩ tại sao dữ liệu như vậy, tại sao khách hàng như vậy, tại sao dịch vụ như vậy. Đó, và làm cách nào để chúng ta cải tiến tốt hơn, làm cách nào chúng ta có những sản phẩm tốt hơn, có những dịch vụ tốt hơn. Why and how. Còn những người làm kinh tế thì đầu óc của họ sẽ liên quan đến con số, những cái con số nhiều hơn và những cái lợi nhuận nhiều hơn, những cái tính toán về 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 tiền nhiều hơn. Thì khi họ nghĩ đến những chuyện đó hơn á, thì họ sẽ luôn luôn tìm cái công nghệ nào đó gọi là tối ưu nhất, tìm cái cách thức nào tối ưu nhất và tìm cách giải pháp tốt nhất để họ có thể làm cách nhanh nhất. Như vậy những người làm kinh tế luôn luôn nghĩ đến money và họ nghĩ đến việc tối ưu hóa, có nghĩa là optimization và chọn lựa giải pháp tốt nhất, best solution, đó, nhanh nhất nữa.
Như vậy rõ ràng đây là hai người có xuất phát điểm rất là phù hợp, đó là người data scientist. Tuy nhiên nếu bạn bạn thuộc lĩnh vực khác, ví dụ như bạn học ở y khoa, bạn học về marketing, bạn học về sinh học, vật lý hay bất cứ gì đó, thì nếu bạn chưa có những background này thì bạn cũng mình cũng đi từng bước thôi, mình cũng lên từng bước. Thật ra cái thời gian để bạn ôn tập cái này, bạn rèn luyện cái này, nó cũng chỉ mất trong đâu đó khoảng 6 tháng đến 1 năm là bạn có thể có một background vững, tức là để có thể đi làm được rồi. Nên mọi người cũng yên tâm đó, khi mình học mình sẽ được rèn luyện rất là kỹ. Thì thầy khuyên các bạn là nên bắt đầu từ Python. Thì trong lớp Python của VTC có dạy cả toán học luôn. Toán học luôn, đó là cái background rất là quan trọng. Rồi, thì câu hỏi tiếp theo dành cho anh này là skill. Skill của anh cần có là gì để trở thành một người data scientist? Thì câu trả lời của anh này rất đơn giản. Thứ nhất là ngoài cái statistic background của anh á, thì anh cần phải có một cái business problem. Có nghĩa là anh phải làm quen với nhiều bài toán business kiểu kiểu như vậy. Tại vì thực chất á, làm data scientist á, mà bạn chỉ có học lý thuyết không á, học về machine learning, học về quy trình, chỉ có học nó không á, thì thầy nghĩ là các bạn cũng chưa đủ tự tin để làm đâu. Thì các bạn cần phải giải nhiều bài toán business. Ví dụ chúng ta giải bài toán dự đoán, chúng ta giải bài toán phân loại, chúng ta thử truy vấn dữ liệu, chúng ta thử làm sạch dữ liệu, chúng ta thử chuẩn hóa dữ liệu. Có nghĩa là chúng ta cứ practice hoài, practice mãi những câu chuyện đó thì chúng ta mới có một sự tự tin. Như vậy rõ ràng là anh này cũng đề xuất luôn là các bạn trẻ muốn trở thành data scientist sớm á, thì hãy cố gắng apply nhiều cái, làm nhiều cái data mà liên quan đến cái business problem của mình quan tâm. Ví dụ mình quan tâm đến cái lĩnh vực nào của mình á, thì các bạn nên làm cái business problem của mình nhiều hơn để mình có thể học được những cái kỹ năng cũng như kiến thức chuyên môn tốt hơn. Thì đây cũng là một điều mà trong cái khóa AI Specialist mà bên VTC dạy, đó là khi các bạn tham gia, các bạn sẽ đăng ký một cái đề tài với thầy và sẽ có những buổi meeting hàng tuần. Thầy sẽ set up các lớp, bắt đầu là có buổi meeting hàng tuần rồi. Meeting đó không phải là cả lớp đâu, chỉ có mình bạn với thầy thôi và với hai bạn TA của thầy, và chúng ta sẽ discuss cái bài toán của các bạn giống như kiểu bạn đang làm một dự án, một cái project. Và nhiệm vụ bạn phải chứng minh cho thầy biết là bạn đang follow theo đúng những cái step thầy đề xuất để bạn đã giải quyết bài toán business problem mình tốt nhất. Nên các bạn học ở VTC, các bạn sẽ có thêm một cái lợi ích, đó là tập làm một cái project theo kiểu meeting, theo kiểu meeting hàng tuần báo cáo. Thì như vậy là các bạn vừa học và các bạn vừa có những cái thời gian để làm chuyện đó. Thì đó chính là cái mà thầy cũng rất là mong muốn là các bạn phải làm thực tế cho một cái bài toán nào đó để mình áp dụng các kiến thức mình học. Còn về static background thì các bạn học Python, các bạn sẽ được rèn luyện về thống kê. Không chỉ thống kê đâu, còn đại số, còn giải tích nữa, nhưng mà thống kê vẫn là cái quan trọng nhất. Và sau đó thì các bạn sẽ lên lớp level 1, các bạn lại tiếp tục làm những cái bài mẫu của thầy. Thầy cũng nhắc đi nhắc lại phần thống kê để mình rèn luyện cái tư duy về thống kê. Thật ra tư duy thống kê nó không có gì gọi là quá 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 phức tạp đâu. Chỉ đơn giản là bạn phải hình dung là khi nào bạn có thể thống kê và để phân tích vấn đề. Ví dụ mà khi nào bạn cần xác định là đủ hay không đủ, khi nào bạn xác định là đúng hay không đúng. Tức là thống kê chủ yếu để giải quyết câu chuyện là đủ hay không đủ và đúng hay không đúng. Đầu tiên là câu chuyện đủ chứ, có nghe dữ liệu đủ chưa, ổn chưa. Còn tiếp theo là câu chuyện đúng hay không đúng, là dữ liệu đúng với cái mindset mình chưa, đúng với bài toán chưa. Và đặc biệt cái người data scientist cần phải rèn luyện một thứ nữa rất quan trọng mà các bạn đi ra ngoài là các bạn cũng hay gặp phải, đó là xử lý big data, process large amount data. Thì xử lý big data thật ra nó là câu chuyện không phải là quá khó với các bạn, bởi vì ngày nay á, thì các framework của các ông lớn đã cung cấp cho bạn rất nhiều để bạn có thể xử lý big data. Ví dụ như chúng ta có Azure, có nguyên một cái framework Azure để xử lý big data, có nguyên một cái framework AWS để xử lý big data, và có nguyên một cái framework Google Cloud để xử lý big data. Thì các bạn sẽ được học ba cái framework này để mình hiểu cái cách người ta set up xử lý big data như thế nào. Như vậy rõ ràng là gì, là làm người data scientist nó sẽ có ba thứ quan trọng là background về toán học, thứ hai là cách giải quyết các vấn đề của mình, và thứ ba là cách xử lý dữ liệu lớn. Thì đó là ba phần quan trọng nhất để trở thành người data scientist. Được chưa, các bạn có câu hỏi gì không? Ở đây mọi người có câu hỏi gì không? Có thì hỏi nha, không thầy tiếp tục nha. Các bạn cố gắng có câu hỏi cứ giơ tay hỏi. Mấy bạn khoa học máy tính, mấy bạn khoa học máy tính thì sẽ tự tin cái mảng, mấy bạn khoa học máy tính sẽ tự tin cái mảng về lập trình, tự tin mảng về công nghệ,
tổn thương sâu sắc. Thật ra anh nha, bạn hình dung á, chúng ta muốn đạt đến một cái đỉnh núi á, thì chúng ta sẽ có nhiều xuất phát điểm. Có những bạn xuất phát điểm ở hướng mặt trời, có những bạn xuất phát điểm ở thung lũng, có bạn xuất phát điểm ở biển, có bạn xuất phát điểm ở cái đồng bằng. Tất cả đều muốn leo lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi đó là trở thành viên người data scientist mình mong muốn. Thì bạn xuất phát điểm ở chỗ nào á, bạn có lợi thế riêng của mình. Ví dụ bạn xuất sắc ở biển á, xuất phát điểm ở biển á, đó, thì bạn sẽ hiểu được là cái việc mà background nó quan trọng như thế nào. Background nó quan trọng như thế nào. Bạn xuất phát điểm ở đồng bằng á, thì bạn sẽ hiểu là bạn cần phải có thời gian để có thể leo đỉnh núi đó. Bởi vì đồng bằng nó quá đơn giản với bạn, bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian để leo lên đỉnh núi. Còn bạn xuất phát điểm ở một cái nơi mà rừng rậm đi, thì bạn hiểu là bạn cần phải lên kế hoạch cụ thể, cũng như là cần phải có những chuẩn kiến thức rõ ràng để bạn học. Thì dù xuất phát điểm như nào đó, thì các bạn đều phải cố gắng và đều phải tự tin là mình có thể overcome được, và mình có những điểm mạnh riêng của mình. Marketing thì các bạn có điểm mạnh về kỹ thuật, về cái những cái tư duy về marketing của mình, và mình hãy bám theo đó để mình làm cái điểm mạnh của mình đi luôn ha. Các bạn đừng đổi ngành đổi nghề nha. Nhiều bạn đổi ngành đổi nghề nó rất là phí. Ví dụ bạn làm marketing mà bạn học data scientist để bạn chuyển qua bạn làm bên lĩnh vực banking thì nó lại hơi kỳ đúng không? Đó, thì bạn làm marketing, bạn hãy dùng data scientist để phát triển cái marketing của mình, nó là một cái lợi thế rất là lớn ha. Còn nói chung là các bạn luôn luôn có lợi thế của mình đó, tại vì bây giờ cái data scientist đâu phải chỉ có một lĩnh vực banking đâu. Nó còn có gì các bạn, nó còn có y khoa đúng không? Rồi, nó còn có là cả retail cũng có, bán lẻ cũng có ha. Đó. Rồi cả nông trại thông minh cũng có. Đó. Manufacturing cũng có. Đó, thì có nghĩa là bạn không phải lo là data scientist chỉ dành cho banking đâu. Môi trường đại học và khóa học năng lực khác nhau không ạ? Môi trường đại học thì nó sẽ rèn cho các bạn cái background nó chuẩn hơn, nó chỉnh hơn, và rèn cho bạn cái sự cái sự tìm tòi tự lực cánh sinh rất là cao. Tại vì khi bạn học trong môi trường đại học đó, thì các thầy cô sẽ có thời gian, tức là cái môn học của bạn nó sẽ dài, thời gian rảnh rỗi nhiều, thì các bạn phải có tự lực cánh sinh rất là nhiều, có nghĩa là mình tự lực rất là tốt, khả năng tự học rất là tốt. Tuy nhiên môi trường đại học á, thì nó chỉ rèn các bạn đến một cái mức đó thôi, nó chưa phải là cái nghề. Bạn muốn trở thành nghề thì bạn cần phải kiếm những cái khóa học hoặc là những cái gì đó mà nó đủ cái kỹ năng truyền đạt cho các bạn để bạn trở thành một người làm nghề. Còn đại học nó chỉ giúp bạn có nền tảng tốt thôi, có một cái sự khả năng tự học tốt thôi đó. Nên tất cả những bạn đại học đều như nhau hết, đều là những người khả năng tự học rất tốt và đều có background khá ổn. Tuy nhiên để trở thành làm nghề, trở thành một người kỹ sư làm nghề tự tin thì chắc chắn các bạn sẽ phải có một cái kế hoạch ngắn hạn hơn để có thể làm tốt cái chuyện đó ha. Thì thầy đã từng là sinh viên thầy biết mà ha. Đó. Em là sinh viên năm ba, em đang học Big Data Machine Learning ở trường, em rất ít thực hành, làm sao để tìm hồi thực hành? Ở đây thầy nói nha, thời đại 4.0 là sinh viên phải có khả năng tự tìm tòi và chủ động rất là cao. Tại vì bây giờ nó đã qua cái thời là thầy giáo sẽ đưa bạn chỉ dẫn cho bạn từng 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 chút từ một ha. Tại vì nếu thầy giáo chỉ bạn từng chút từ một á, thì điều đó nó sẽ tốt và nó cũng có hại cho bạn. Nó tốt á, là bạn sẽ nhanh chóng nhận được kiến thức của thầy giáo, nhưng có cái hại á, là sau này bạn đối mặt với những vấn đề khó khăn á, thì bạn không có kỹ năng để vượt qua nó ha. Nên thầy giáo thường sẽ ở mức trung bình, có nghĩa là sẽ giúp bạn những gì cơ bản nhất và sẽ quan sát bạn và sẽ hỗ trợ bạn khi cần thiết. Đó mới là một người thầy tốt. Còn nếu bạn chăm chút, bạn từng chút chút á, thì có thể bạn tốt nghiệp, có thể bạn học nhiều thứ, nhưng khi ra trường mà gặp vấn đề khó khăn á, thì bạn lúc đó bạn lại không biết là mình sẽ quyết như thế nào ha. Thì thầy giáo sẽ vẫn trang bị cho bạn những cái cơ bản nhất và gợi ý cho bạn những cái mở để bạn có thể tự học, tự trang bị thêm. Thì khi đó mình sẽ luôn ở trạng thái ok, mình gặp vấn đề khó khăn đúng không, ok mình giải quyết được ha, được với những cái background mình đang có ok ha. Thì bạn yên tâm nha, trường đại học vẫn rất là tốt cho bạn, nhưng mà nếu bạn thực sự muốn trở thành một người làm nghề, một người giỏi ha, một người tự tin để làm, thì bạn nên có kế hoạch ngắn hạn. Ví dụ như có thể đăng ký những khóa học ngắn hạn hoặc là lên những kế hoạch ngắn hạn cho mình để mình có thể rèn luyện cái phần mà mình giỏi nhất ha, mình quan tâm nhất. Được kiến thức học đại học và kiến thức để làm một lập trình viên AI có quá nhiều không, có quá chênh lệch nhau không? Ở đại học á, thì nó là một môi trường nghiên cứu. Đại học là một môi trường nghiên cứu, thầy nói thật sự luôn, đại học là môi trường nghiên cứu, có nghĩa là ở đại học sẽ rèn cho bạn khả năng tư duy và khả năng tự tìm tòi nghiên cứu ra vấn đề.
Nên học ở đại học mà bạn học thật giỏi thì có khả năng rất cao là bạn sẽ trở thành một người nghiên cứu viên, một cái lĩnh vực gì đó, hoặc là đi du học làm gì đó. Còn nếu ở đại học mà bạn học không giỏi thì chưa chắc là bạn sẽ không thành công, bởi vì biết đâu bạn không phù hợp với nghiên cứu nhưng mà phù hợp với ứng dụng, đúng không? Có rất nhiều người học đại học ở mức khá thôi nhưng sau này, bạn của thầy nè, rất nhiều học mà học mức khá thôi nhưng sau này trở thành những người rất là thành công trong 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 công việc. Có nghĩa là bạn không giỏi nghiên cứu nhưng mà bạn thực sự rất giỏi trong việc ứng dụng đó, thì bạn nên lên kế hoạch để mình phát triển bản thân mình theo hướng ứng dụng nhiều hơn. Môi trường đại học là môi trường luôn luôn hỗ trợ cho bạn trở thành một nghiên cứu viên hoặc là một người có khả năng research rất tốt. Đó là một cái căn cơ cho mọi thứ. Còn sau đó bạn phát triển như thế nào thì tùy mỗi bạn. Nếu bạn đi đúng nghiên cứu luôn thì bạn sẽ đi du học hoặc làm gì đó. Còn nếu bạn muốn ứng dụng thì bạn cứ tự tin lên kế hoạch ngắn hạn cho mình để học cái nghề, học cái lĩnh vực mình quan tâm nhất để mình trở thành người giỏi nhất. Như vậy chúng ta có rất nhiều lựa chọn, chứ không phải là chúng ta học khá trong đại học là chúng ta không có cơ hội đâu. Thật ra chúng ta không biết là chúng ta đang giỏi cái gì thôi, chứ không phải là chúng ta kém đâu. Mọi người cứ tự tin nha, chưa chắc một sinh viên giỏi đại học sẽ hơn một người khá đại học đâu. Thầy tin như vậy. Giỏi đại học chỉ phù hợp với nghiên cứu thôi, khá đại học có khả năng là làm ứng dụng rất tốt. Mọi người cứ tự tin vào mình nha, không có gì mà gọi là thay đổi được mình ha, không có gì mà so sánh ở đây hết ha. Mình khá lớn tuổi, theo thằng ngành có bị giới hạn không ạ? Mình trên 30, có bằng MBA và kỹ năng lập trình Python, tự học Foundation. Thật ra thì lớn tuổi nó sẽ giúp mình có sự tiềm tĩnh, bình tĩnh giải quyết vấn đề. Tức là mình lớn tuổi là cái khả năng bình tĩnh mình rất là cao. Có nghĩa là cái sự bình tĩnh, cái sự tập trung, cái sự giải quyết vấn đề của mình nó sẽ ở mức gọi là major hơn, có nghĩa là đứng đắn hơn. Thì mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ học mọi thứ một cách chuẩn chỉnh hơn. Thì nghĩ là 30 tuổi mà học AI chuyện bình thường. Có người 35 tuổi mà học AI, mà giống như thầy 33 tuổi, thầy từ computer science thầy chuyển qua AI, chuyện bình thường. Nên nhưng mà mình có một sự đứng đắn, có một sự cái bình tĩnh của mình và có sự chọn lọc của mình. Các bạn trẻ thì cái gì cũng học hết, nhưng mà mình sẽ học đúng những cái mình cần. Đó. Như vậy là cái độ tuổi mình nó cũng giúp mình rất là nhiều thứ ha, không phải là lớn tuổi là không học được đâu ha. Ok. Đi tiếp nha, mọi người hỏi thì cứ hỏi thêm nha. Các bạn tự tin nha, các bạn không giỏi ở đại học, các bạn hoàn toàn có thể làm rất là tốt khi đi ra ngoài làm. Bởi vì các bạn có khả năng, các bạn là những người phù hợp với ứng dụng nhiều hơn là nghiên cứu. Rồi lớn tuổi thì mình có sự bình tĩnh và có sự một cái sự chọn lọc rất là tốt hơn những bạn trẻ. Những bạn thuộc bắt rau khác cũng tự tin luôn, mình phải tập trung phát triển cái lĩnh vực của mình thật tốt. Mình dùng AI để phát triển lĩnh vực mình thật tốt, đó cũng là một cái cơ hội của mình rất là lớn so với những khác. Đó là tất cả câu trả lời cho các bạn nãy giờ các bạn hỏi thầy ha. Tiếp theo thì câu hỏi là những người làm data scientist có cần phải work in team hay không, hay là mình có thể làm việc độc lập? Thì những người làm data scientist á, nó là một phần cho một team. Một cái team làm data nó nhiều lắm ạ, nó gồm data engineer. Thì data engineer sẽ là những người mà sẽ phải rất là rành về cái big data để có thể thu nhận dữ liệu, chọn lọc dữ liệu và có thể set up dữ liệu cho tất cả các bên khác để có thể sử dụng cả khách hàng luôn ha, là người data engineer. Còn cái người làm data scientist sẽ phải giải quyết những câu chuyện khó, những bài toán khó, người ta gọi là deep insight, có nghe những cái chuyên sâu. Ví dụ người ta hỏi là có cách nào để xác định cái chiến dịch quảng cáo đó là thành công hay không, thì ai trả lời câu hỏi đó, đúng không? Làm sao biết một chiến dịch quảng cáo mình sắp tung ra sẽ thành công và thành công như thế nào? Ai trả lời câu hỏi đó? Bắt một người làm data engineer không trả lời được, bắt người data analyst hên xui chưa biết trả lời được hay không, nhưng nếu anh làm data scientist thì anh phải trả lời được câu đó. Hoặc là có cách nào xây dựng một cái sản phẩm mới để thu hút khách hàng hay không, đó giống như design development thì anh data scientist cũng phải nghĩ ra bài toán để dùng AI nó đề xuất cho mình đó. Và có cách nào tối ưu hóa các kênh chi phí đầu tư không, đó thì chúng ta không thể ngồi chúng ta giải chương trình được. Chúng ta sẽ cho AI nó học trên những cái kinh nghiệm đầu tư của chúng ta để ra đề xuất. Vậy rõ ràng bạn thấy là để giải những bài toán mà thuộc dạng là why and how chưa chắc là người data scientist giải quyết tốt. Người data analytics chỉ có thể giải quyết câu hỏi là why, nhưng chưa chắc giải quyết được câu hỏi how. Chỉ có người data scientist là trả lời được cả hai luôn, why and how. Tại sao và như thế nào để đáp ứng được câu hỏi tại sao đó. Đó. Nên như vậy là một doanh nghiệp mà luôn luôn phải trả lời hai câu hỏi why and how. Và nếu chỉ dùng data analytics thì chưa chắc trả lời tốt trọn vẹn, thì ông data scientist phải làm việc đó. Là đều từ AI trả lời cho mình và mình trình bày lại mọi người phải không?
Không, AI nó là một công cụ, nó đề xuất, nó dựa trên những cái hoạt động quá khứ, nó dựa trên cái hàm mục tiêu mình đưa ra. Mình đưa ra một cái hàm mục tiêu, ví dụ mục tiêu của tôi là tôi chỉ có 100 đô thôi, hoặc tôi chỉ có 1.000 đô thôi, tôi muốn doanh thu như vậy, thì tôi sẽ phải xây dựng cái chiến dịch quảng cáo như thế nào. Tức là mình sẽ đặt cho nó một AI, một cái mục tiêu, và cho AI nó học trên dữ liệu quá khứ với mục tiêu mình đặt ra, và nó sẽ đề xuất cho mình, và mình sẽ dựa trên đề xuất đó mình xem xét lại và mình đưa ra quyết định. Tất nhiên AI nó phải đưa quyết định cho mình, nhưng mà thường là chắc chắn thì mình sẽ xem cái đề xuất của nó, mình đưa quyết định. Thì mình cần AI nó đề xuất đó, cần AI đề xuất, kể ra nó đưa ra những cái gọi là stress cho mình ha, rồi mình sẽ đưa quyết định. Và về lâu về dài mình thấy nó đề xuất quá đúng luôn, quá tốt luôn, thì mình cho nó tự động luôn. Nếu mình cảm thấy nó đề xuất quá tốt ha, ví dụ như một tháng 1, tháng 2, tháng 3 đề xuất đều tốt hết, chạy tốt hết, thì bây giờ mình rất là tin tưởng và mình trao nó toàn bộ quyền gọi là make decision luôn đó. Như bạn thấy là AI nó hoạt động dựa trên dữ liệu mà bạn đã hoạt động, nó biết những cái chuyện gì đang xảy ra và đã xảy ra ha, và nó dựa trên cái hàm mục tiêu để nó dự đoán trong tương lai đó. Đó lý do sao thầy nói why and how. Why có nghĩa là nó học trên dữ liệu quá khứ, còn how là nó học và nó ra kết quả trên cái mục tiêu bạn đưa ra nó. Bạn nhớ nha, có hai thứ, đó là dữ liệu quá khứ và mục tiêu bạn đưa ra cho nó. Dữ liệu quá khứ nó sẽ trả lời hỏi bạn why, à, còn khi mà đưa ra mục tiêu nó thì nó sẽ trả lời câu hỏi là how. Đấy chưa? Đó là cái ý của AI, à, và mình cần AI nó giải quyết mình hai câu hỏi luôn, chứ không phải chỉ có hỏi why. Understand không bạn? À. Rồi, thì trong một team mình á, thì phải có người data scientist nè, người data analytic nè, người data engineer, và tất nhiên phải có người major leader, ha, à, tất nhiên. Nhưng mà rõ ràng cái người data scientist sẽ đóng vai trò rất là quan trọng ha, để phải giải quyết những bài toán hóc búa. Tại vì những bài toán đơn giản thì thật ra thì người data analytic mình có thể làm được rồi, nhưng mà những bài toán hóc búa chuyên sâu hơn, cần tư duy dữ liệu tốt hơn, cần một cái khả năng để nhìn nhận vấn đề tốt hơn, thì chắc chắn là data scientist có thể giải quyết tốt câu chuyện cho bạn ha. Thì bạn thấy là đương nhiên người data scientist vẫn có thể làm việc độc lập ha. Tuy nhiên thì đó là điều không khuyến khích, tại vì dù bạn giỏi cỡ nào, dù bạn hiểu dữ liệu cỡ nào, có khả năng làm bao nhiêu kinh nghiệm chăng nữa, thì mình vẫn working team. Tại vì dữ liệu ai là người cung cấp dữ liệu cho anh, data engineer đúng không, ai là người báo cáo dữ liệu của anh cho khách hàng, data analyst đúng không. Thì nếu anh không working team thì làm sao anh có thể vận hành cái cỗ máy nó hoạt động hiệu quả đúng không. Đó, mặc dù anh là hạt nhân, mặc dù anh là core, nhưng mà vẫn cần những người khác để hỗ trợ anh trong việc cung cấp dữ liệu, vẫn cần những người khác để hỗ trợ anh trong việc làm ra báo cáo, remote dashboard. Thì nếu anh không work in team thì ai sẽ là người giải quyết câu chuyện đầu và cuối cho anh ha? Chẳng lẽ mình anh giải quyết xong rồi mình anh tự báo cáo luôn sao, được không? Không được ha. Đó, thì chúng ta phải work in team. Như vậy là kỹ năng communication và kỹ năng truyền đạt vấn đề là một kỹ năng cũng rất quan trọng cho người data scientist. Nếu bạn truyền đạt không khéo, có nghĩa là những người khác không hiểu bạn đang làm gì, dù là ý bạn rất là hay ha, nhưng mà bạn nói một cái chuyên sâu quá về kỹ thuật ha, thì rõ ràng người ta không tiếp nhận được, người ta không hiểu được là bạn có làm có cái vấn đề bạn làm có đúng hay không. Đó, như vậy là cái người data scientist phải rèn lại kỹ năng. Như vậy các bạn muốn trở thành data scientist, các bạn nên rèn kỹ năng communication, giống như các bạn báo cáo với thầy á. À, khi mà bạn meeting với thầy hàng tuần để báo cáo project của mình á, thì các bạn sẽ rèn kỹ năng diễn đạt lại cho thầy hiểu ha, diễn đạt thầy hiểu ha, những cái diễn đạt nào sai thầy sẽ sửa. Rồi, tiếp theo thì what the job you like, is there any technical day what is the different. Thì người data scientist, anh này anh trả lời câu hỏi này rất là hay ở chỗ là gì, anh nói là công việc mỗi ngày của anh có vẻ giống nhau, có vẻ similar nhau, nhưng nếu mà anh chốt theo tuần á, thì sẽ có những cái thay đổi rất là lớn. Bạn hiểu ý của anh này không? Ý anh này là những cái công việc hàng ngày của anh á, chỉ là những công việc theo cái lộ trình thôi, ví dụ theo một cái quy trình thôi, nhưng trong cái quy trình đó có rất nhiều kỹ thuật. Ví dụ bạn có quy trình là ăn sáng, xong rồi gì, ăn sáng xong rồi gì bạn rồi dọn dẹp nhà cửa xong rồi đi làm, đúng không? Cái quy trình đó bạn thấy giống nhau quá, similar, nhưng trong cái quy trình đó nó lại có rất nhiều kỹ thuật. Ví dụ ăn sáng chúng ta có thể ăn gì, chúng ta có thể là đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, có thể nấu ăn hả, hoặc có thể rủ bạn bè cà phê đó. Có nghĩa là cái công việc mỗi ngày có vẻ similar nhau, nhưng mà khi chốt lại một tuần đó, thì thấy có sự biến đổi rất là lớn, bởi vì những cái kỹ thuật bạn học, những cái kỹ thuật mà bạn làm theo cái quy trình đó nó khác nhau rất nhiều và nó ra những kết quả cực kỳ khác nhau luôn đó. Như vậy nếu bạn muốn trở thành một người data scientist thì ngoài cái chuyện bạn nắm quy trình, bạn phải nắm những cái kỹ thuật, các cách thức xử lý từng bước của quy trình đó. Đó, thì như vậy bạn sẽ cảm thấy rất tự tin trong việc kiểu gì tôi cũng thể khắc phục được, kiểu gì tôi cũng có solution. Nó giống như kiểu bạn là một người supervisor cho chính bạn, có nghĩa lúc nào bạn cũng có câu trả lời cho chính bạn luôn.
mình tự hỏi, mình tự trả lời được luôn đó, bằng bởi vì mình có rất nhiều kỹ thuật trong tay, rất nhiều cái khả năng trong tay ha, mình phải tự trả lời luôn. Như vậy cái câu trả lời quản lý ý ý ảnh là gì? Ý ảnh là tại sao my day can be very similar nhưng mà week to week lại vary greatly đó. Thì ý ảnh nói là chúng ta phải nắm cái quy trình rất là chặt, và trong cái quy trình đó chúng ta có rất nhiều kỹ thuật phải làm, và mỗi kỹ thuật nó sẽ có sự thay đổi lớn à, như vậy là mỗi ngày có thể là giống nhau nhưng mà một tuần nhìn lại kết quả thì thấy nó cực kỳ khác nhau ha. Đó mà nhớ được đó ha. Như vậy rõ ràng là bạn phải có những kỹ năng nhất định ha. Ngoài ra thì làm data scientist bạn cần phải biết một số cái dữ liệu khác mà bạn cần phải xử lý được, ví dụ như dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên. Tức là làm data scientist không hẳn là bạn xử lý ngôn ngữ, không hẳn là xử lý data không đâu các bạn. Rồi sẽ có một ngày đẹp trời nào đó bạn buộc phải xử lý feedback của khách hàng. Feedback đó là dưới dạng comment hoặc là dưới dạng email đó, thì bạn sẽ phải phân tích những cái feedback đó, bởi vì nó cũng là một cái nguồn data để bạn phân tích khách hàng, nó cũng là nguồn data để bạn phân tích tài chính, đúng không? Khi bạn đọc một cái bài báo, bạn sẽ hiểu ngay là giá cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng hay giảm trong 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 những ngày tới. Thì như vậy bạn đọc bài báo, thì bây giờ thay vì bạn đọc bài báo thì máy nó sẽ đọc bài báo đó và máy nó sẽ cho bạn cái kết luận à, khả năng cao à, trong tháng tới cái stock nó sẽ đi theo hướng nào. Như bạn thấy là chúng ta không chỉ xử lý tốt về dữ liệu, chúng ta phải học cách xử lý về ngôn ngữ tự nhiên đó. Thì trong cái khóa học của BDC các bạn không chỉ làm trên data đâu, các bạn còn phải dùng đến các thuật toán deep learning nữa, trên ngôn ngữ tự nhiên nè, trên thuật toán time series nè đó, trên thuật toán recommendation nè đó. Đó là những cái rất cơ bản của người data scientist cần phải biết bên cạnh data thông thường. Ok, rồi bạn có thắc mắc nào không? Bạn nào thắc mắc thì hỏi nha. Kết chung của cái slide này là gì? Kết chung của slide này là người làm data scientist rất quan trọng nhưng cũng phải biết communication với những đơn vị khác ha, để chúng ta vận hành một cái cỗ máy cho nó hiệu quả. Thứ hai là người làm data scientist phải nắm được quy trình làm data, người ta gọi là data mining ha. Và trong cái quy trình đó từng bước các bạn phải nắm được nhiều kỹ thuật nhất có thể, gọi là technique ha, thì các bạn sẽ rất tự tin để làm câu chuyện của mình ha. Understand không? Người hiểu vấn đề ha. Ai thắc mắc thì hỏi nha. Cuối cùng thì câu hỏi là bạn có mong bạn có cái job bạn hiện giờ đang có nếu bạn có lựa chọn giống như kiểu mình hay hỏi á, là nếu bạn có một lựa chọn khác thì bạn có tiếp tục chọn cái nghề làm data scientist hay không? Thì có một điều rất đặc biệt, một khi bạn đã trở thành một người làm data scientist á, thì nó giống như một cái sức hút vô hình nào đó, là bạn cảm thấy lúc nào bạn cũng thích thú với nó hết, cũng gắn bó với nó hết. Và nếu ai đó mà cho bạn cơ hội đổi thì bạn cũng không đổi. Tại sao? Tại vì sao các bạn? Tại vì để trở thành một khi mà làm một data scientist, cái cơ hội phát triển bản thân của mình nó liên tục, nó cứ phát triển mãi. Bạn nào mà thích bản thân mình phát triển mãi, phát triển càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng giỏi hơn, càng ngày càng sâu hơn, càng ngày càng 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 tinh tế hơn, thì cái nghề data scientist là cực kỳ phù hợp luôn. Sẽ có một số nghề mà khi bạn đến một cái giới hạn nào đó bạn không còn phát triển được nữa, giống như là đến đỉnh giới hạn là không phát triển được nữa. Nhưng riêng data scientist thì không có một cái đỉnh giới hạn đó, có nghĩa là bạn làm lĩnh vực marketing, bạn luôn luôn học những kỹ thuật mới, học cách thức mới để làm cho cái dịch vụ bạn tốt hơn đó, và bạn luôn luôn có những câu chuyện khách hàng bạn phải giải theo kiểu lối ABC rất là nhiều, có nghĩa là bạn sẽ luôn ở trạng thái, và thậm chí luôn nha, bạn sẽ phát triển bản thân mình đến mức là luôn tìm tòi khám phá, thậm chí là bạn phải lấn sân luôn, lấn sân sang làm kinh doanh thông minh luôn, mà lấn sân làm AI engineer luôn. Có nghĩa là cái cơ hội cho bạn cũng như khả năng phát triển bản thân bạn rất là cao. Ở đây thầy chưa nói chuyện tiền lương bổng nha, thầy nói cái chuyện là cái khả năng phát triển bản thân mình về lâu về dài lúc nào cũng có, không bao giờ ngừng nghỉ ha. Đó thì nếu bạn là một người luôn biết chăm sóc bản thân mình, luôn biết muốn muốn bản thân mình tốt hơn nữa, thì data scientist là một cái lĩnh vực rất là phù hợp với bạn ha. Còn bạn muốn kiếm lương cao và ổn định và không cần phát triển bản thân nữa, thì thầy nghĩ là làm data scientist thì nó hơi giá lật đật lạc ha. Tại vì sao bạn lương cao thì bạn có kinh nghiệm lương cao, nhưng mà để không phát triển bản thân nữa thì hơi khó ha. Tại vì data scientist lúc nào bạn cũng phải thật trau dồi bản thân, lúc nào cũng phải học tập rèn luyện cả business ha, lẫn technical ha. Đó, như vậy là đây là một cái lĩnh vực mà thầy nghĩ là các bạn có khả năng trau dồi bản thân mình cho đến cuối cùng luôn ha, cho đến lúc mà kết thúc sự nghiệp luôn ha. Đó, kiểu như vậy ha, chứ không có một cái điểm dừng ha. Đó thì đó là một cái lợi ích rất là hay nếu bạn muốn theo. Rồi tiếp theo là What's the big challenge, thì hỏi một câu là cái khó khăn nhất mà bạn gặp phải khi mà bạn làm data scientist
Thì ở đây anh đã trả lời là cái khó khăn nhất đó là anh không thể nào làm được nhiều project một lúc. Bạn hiểu câu này không? Bạn hiểu không? Người ta hỏi khó khăn nhất của anh ở đây là gì? Thì anh trả lời một câu là khó khăn nhất của anh là anh không thể nào làm cùng lúc nhiều project. Khi bạn nghe anh trả lời như vậy, bạn sẽ hiện nghĩ như nào về cái nghề data scientist? Khó khăn nhất của anh là anh không thể nào mà có thể làm được on every project. Bạn hiểu như nào về câu trả lời này? À, các bạn có thể cho thầy một số cái feedback coi. Bạn hiểu như nào về câu trả lời là để bạn hiểu cái bản chất của data scientist, mình trở thành người data scientist mình sẽ là những sẽ là người như thế nào. À, khó khăn nhất là tôi không thể nào mà làm every project được. À. Đúng không? Understand không? Mọi người hiểu ý của bạn nói đây không? Đúng rồi, có nghĩa là khi bạn làm một cái project, bạn sẽ đặt hết tâm huyết, hết tư duy để bạn hiểu cái data đó. Bạn hiểu cái data của project đó, bạn hiểu cái problem project đó. Và bạn không bao giờ thỏa mãn với kết quả. Có nghĩa là bạn đạt độ chính xác là 90%, bạn vẫn chưa thỏa mãn, bạn muốn lên 95%. 95% bạn muốn lên nữa. Có nghĩa là nếu bạn làm nhiều project thì bạn sẽ cảm thấy bản thân mình nó có một cái vấn đề. Đó là các project mình làm không tới, mình làm không sâu, và đó là cái người đó là chính là cái vấn đề người data scientist rất là đắn đo. Tại vì cái người này là người tư duy rất là tốt ha. Ừ, tư duy càng ngày càng tốt hơn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà bạn đã đam mê một cái gì đó, bạn muốn dành tâm huyết cho nó, thì nếu bạn trở thành một người data scientist thì lúc nào bạn cũng có đam mê về dữ liệu đó. Thì chắc lúc nào làm dữ liệu, lúc nào cũng canh cánh câu hỏi về dữ liệu đó. Và bạn sẽ khó mà bạn làm nhiều project cùng lúc ha. Đó. Nhưng cái câu trả lời này nó cũng có một cái ý khác, đúng không? Biết là ý gì? Ngoài cái chuyện bạn sẽ phải tập trung rất là nhiều và bạn phải tư duy rất là sâu và bạn không bao giờ bạn hài lòng với mình, thì đó là những cái mà bạn đặt Trần đã nói hoặc là thầy đã nói. Nhưng mà bạn bạn biết là câu trả lời này nó còn có ý gì khác không? Thầy chích ngừa chưa? Thầy chích rồi nhưng mà do thầy viêm họng thôi chứ không có gì hết. Cảm ơn bạn ha. Bạn biết là câu trả lời này nó có một ý gì khác ngoài cái chuyện là khi bạn làm một cái project bạn phải tập hết tâm sức và bạn không bao giờ hài lòng thỏa mãn với mình hết, thì đó là một cái người data scientist vốn dĩ đã như vậy rồi ha. Thì còn một ý khác bạn làm có thể nhìn ra được không, nhìn ra được cái câu trả lời không? Tức là khi mình nghe người ta trả lời mình sẽ hiểu được nhiều ý của người ta nhưng mà ta không nói hết ra thôi ha. Những người mà càng sâu sắc thì họ trả lời càng ít, càng ngắn gọn nhưng mà lại càng nhiều ý, đúng không? Bạn nào còn nghĩ ra ý khác không? Ngoài cái chuyện là anh phải tập trung hết tâm sức, tâm huyết và anh không bao giờ hài lòng với kết quả của mình ha, trên một project nên anh không thể nào làm nhiều project. Nhưng mà anh có một ý khác, bạn biết là gì không? Lão luyện chinh phục, bạn tìm tòi chinh phục khám phá. Anh rất muốn làm nhiều project nhưng anh không thể, bởi vì bạn càng làm nhiều project bạn càng tăng cái khả năng tư duy của mình lên, bạn càng hiểu được nhiều knowledge hơn, bạn càng get được nhiều knowledge hơn, bạn càng get được nhiều kỹ thuật hơn. Có nghĩa thâm tâm ảnh rất muốn làm nhiều project, người data scientist cực kỳ muốn làm nhiều project luôn, giống như tự phản biện chính mình, rất muốn làm nhiều project để học được nhiều thứ, bởi vì cái tâm trí của ảnh lúc nào cũng muốn learn and learn, học và học, đúng không? Làm nhiều project bạn sẽ có được nhiều kiến thức kỹ năng, nhưng vấn đề lại không thể. Bởi vì sao? Bởi vì nếu làm nhiều project thì anh không có đi được sâu, và làm ít project thì anh không ghép được nhiều kiến thức khác nữa. Đó, như vậy là cái sự đấu tranh rất là khó khăn, đúng không? Đấu tranh nội tâm rất là khó khăn ha. Anyway, thầy nói rồi, khi bạn trở thành một người data scientist thì bạn sẽ luôn luôn không có điểm dừng ha. Lúc nào cũng better better hơn ha. Thật ra thầy nói thật luôn nha, nếu bạn kiên trì trở thành data scientist bạn sẽ better better hơn rất là nhiều. Và thầy tin là 5-10 năm nữa bạn sẽ nhìn lại bạn thấy không, bạn sẽ thấy là bạn khác hoàn toàn với thời sinh viên. Hãy kiên trì nha bạn. Thầy muốn đặt cho một cái câu chuyện, một cái từ duy nhất dành cho người data scientist là phải kiên trì. Đã. Kiên trì 5-10 năm thì bạn sẽ thấy bạn khác hoàn toàn luôn. Lúc đó bạn là một cái level rất khác luôn. Đã. Và người ta săn đón bạn như thể là người ta săn đón một cái người có thể giải quyết bài toán cho họ. Nếu không có bạn thì rất khó kiếm người khác đấy. Đó.
Như vậy là nếu mọi người lựa chọn ngay từ bây giờ thì mọi người cố gắng nhé. Chúng ta rèn luyện các kỹ năng về business, kỹ năng về toán học cũng như cách giải quyết vấn đề ha. Rồi. Tiếp theo là what's your biggest accomplishment thus far? Thì bây giờ thì cái mà ảnh mà đạt được á, đã đạt được á, đã ảnh học được nhiều kỹ thuật ha, và ảnh học rất là nhiều kỹ thuật analytic technology ha, cả công nghệ, cả kiến thức, cả kỹ thuật, và đặc biệt là ảnh cũng không muốn cứ ảnh vẫn chưa muốn dừng, ảnh lúc nào cũng muốn có new analytic technical, có nghĩa là sẽ luôn luôn như vậy, và ảnh sẽ như vậy luôn, và có thể là anh này sẽ kết thúc cái những năm tháng mà làm việc của ảnh ha, trước khi mà ảnh nghỉ hưu, chắc chắn là data scientist. Thì nó chắc chắn luôn 100% luôn. Data scientist không thể nào đổi khác được. Bạn làm nghề khác thì bạn có thể đổi nghề này, nghề kia, đổi nghề kia, nhưng mà làm data scientist thì hình như là đi luôn. Đi đúng cái nghề luôn, không có khác được. Do you enjoy your spare time? Ok. Thì những người làm data scientist, đặc biệt là những người rất thích những cái vấn đề liên quan đến cái sự nature, tức là cuộc sống mình có những cái gì nó diễn ra một cách bình thường, anh cũng thấy được vẻ đẹp của nó. Ở đây có ai thấy được cái sự bình thường nó đẹp như thế nào không? Ở đây có bạn nào thấy được cái sự bình thường nó đẹp đến mức nào không? Cái sự bình thường nó còn đẹp hơn cả cái vẻ đẹp mà người ta wow nữa. Tức là nó bất bình thường nó đẹp. Bởi vì sao các bạn? Khi mà bạn cảm nhận được cái bình thường nó đẹp á, thì bạn cảm thấy cuộc sống mình nó có ích. Nó không có bị stress. Nó không có bị gì. Tức là ví dụ như bạn va quẹt xe thì nó cũng phải không phải vấn đề quá lớn. Đúng không? Chuyện bình thường ha. Hay là bạn rách quần áo, hay bạn đổ cà phê vô người, hay là bạn bị sếp la một công việc gì đó mà không phải do bạn làm, do người khác làm, hay là bạn bạn chạy một cái thuật toán nào đó nó fail ha, công sức mà bỏ ra, đúng không? Thì bạn có nói chuyện bình thường thì bạn sẽ thấy cái vẻ đẹp của nó là bình thường ha, bình thường là một cái vẻ đẹp mà mình sẵn sàng đón nhận, thì bạn cảm thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn. Và anh này anh làm data scientist, cái đầu óc rất là mở ha, ảnh leo núi nè, ảnh đánh golf nè, hay ảnh đạp xe hay làm gì đó, hay nấu ăn, anh cũng thấy happy đó. Có nghĩa là đây là một cái ngành nghề mà nó không chỉ rèn cho bạn kỹ thuật, không chỉ cho bạn mức lương bạn mong muốn sau này về lâu về dài, mà nó còn rèn cho bạn cái tâm trí nữa. Bạn sẽ trở thành một người rất điềm tĩnh, rất bình tĩnh ha, và cảm thấy mọi thứ nó đều có cái vẻ đẹp nature của nó hết ha, beautiful nature ha. Đó. Còn bạn làm lĩnh vực khác thì không biết nha, nhưng mà thường những người làm data scientist không bao giờ là người nóng giận. Thì chưa thấy ai làm data scientist mà thuộc dạng nóng giận hết. Tại vì chắc chắn nóng giận là không phù hợp với nghề này. Ha. Người này rất là bình thản luôn. Bình thản mọi thứ. Ha. Đó. Thì nó cũng là một hình thức rèn. Ha. Có những nghề mà nó rèn tính bạn rất hay. Ha. Đó. Thì nghĩ là cái nghề này cũng là một nghề mà bạn có thể rèn tính cách của mình. Chứ không phải là chỉ là kiếm tiền hoặc là chỉ để học kiến thức mới. Ha. Rồi tiếp theo là favorite new technology. Ok. Thì khi bạn làm data scientist, bạn sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ thích những cái việc ví dụ như là xe tự hành thông minh, ví dụ như là giao thông thông minh, ngôi nhà thông minh, hoặc là những chatbot, hoặc là những con assistant, robot assistant. Tại vì khi bạn làm data scientist á, bạn lại cảm thấy rất là tò mò, tại sao người ta có thể xử lý hình ảnh được, tại sao người ta có thể xử lý âm thanh được, tại sao người ta có thể robot nó có thể nói chuyện mình được. Tức là bạn sẽ tò mò những lĩnh vực của người AI engineer. Còn người AI engineer sẽ tò mò lĩnh vực của người data scientist. Có nghĩa là hai cái trường phái này sẽ tò mò lẫn nhau. Data scientist cảm thấy rất thú vị cái việc mà xử lý hình ảnh âm thanh. Còn cái người làm AI engineer xử lý hình ảnh âm thanh ngôn ngữ tự nhiên lại rất thú vị với người chuyên phân tích sâu về data. Và khi mà họ tò mò thì họ làm gì các bạn? Khi họ tò mò thì họ sẽ như thế nào? Tò mò thôi à? Dừng thôi à? Dễ thôi à? Đúng không? Họ sẽ gì? Tìm cách nghiên cứu, tìm cách học hỏi, đúng không? Tìm cách thử ha. Điều đó dẫn đến một câu chuyện gì các bạn? Không còn ranh giới nữa. Không còn ranh giới của AI engineer và data scientist nữa. Có nghĩa là bạn làm data scientist thì trước sau gì bạn cũng sẽ xử lý ảnh, xử lý âm thanh. Chỉ là trước hay sau thôi. Bạn làm xử lý ảnh, xử lý âm thanh trước sau gì bạn cũng phải chuyên sâu một lĩnh vực nào đó data scientist mà bạn muốn ha. Như vậy nó không có ranh giới. Thì đó cũng chính là cái AI specialist ở BTC ha, cũng muốn dạy các bạn đầy đủ các kỹ năng. Tất nhiên thì cái mà bạn focus nhất là cái project của mình, nhưng mà bạn sẽ học đầy đủ các kỹ năng.
Bởi vì thầy tí là nó không có ranh giới, về lâu về dài giống như chúng ta trở thành những người full stack không còn ranh giới đó nữa. Ok, thì đó là cái câu chuyện. Như vậy là thầy không cần phải nói các bạn data scientist là gì, thầy chỉ cần nói qua cái lịch sử của anh này thôi thì chắc các bạn cũng hiểu ha. Thì data scientist nó cần kỹ năng gì, nó rèn luyện mình cái gì ha, đó. Và mình sẽ suy nghĩ kỹ ha, mình có phù hợp với cái này không ha. Rồi tiếp tiếp các bạn. Thì quy tắc chung á, là người làm data scientist á, cần phải có khả năng xử lý dữ liệu lớn ha, large amount of data ha. Có khả năng giải quyết những vấn đề mà sử dụng business để giải quyết ha, business relay problem. Tất nhiên có kỹ năng lập trình rồi, chuyện này không bàn ha, chuyện này lập trình không bàn. Tại chúng ta phải có công cụ để chúng ta thể hiện cái ý tưởng của chúng ta ha, nó ra bằng một cái chương trình máy tính. Chúng ta phải có một kỹ năng nhất định là thống kê, xác suất thống kê. Dưới cấp độ nào đó thì những bạn nào mà không giỏi toán thì các bạn cũng đừng có ngại. Rất nhiều bạn hỏi thầy câu hỏi là em không giỏi toán thì em có làm data scientist được không? Thầy nói thật luôn, giỏi toán là gì? Giỏi toán có phải là bạn biết hết về toán học không? No, bạn hiểu sai từ giỏi toán rồi, và bạn đang hiểu rất sai luôn. Dẫn đến trạng bạn nghĩ là toán nó rất là rộng. Không, toán học chúng ta sẽ học những phần toán nào phù hợp nhất để chúng ta đánh giá đúng và đủ. Thầy nói rồi, học toán để mình đánh giá đúng và đủ dữ liệu. Như thế nào là dữ liệu đủ, đúng, và như thế nào là dữ liệu đủ. Chỉ cần bạn trả lời hai câu hỏi thôi là bạn đủ khả năng là dùng cái toán học đó dùng cho AI. Bạn không cần phải học toán quá sâu, bạn chỉ học toán những cái kỹ thuật toán nào giúp bạn đánh giá đúng và đủ là được. Ví dụ có những cái thuật toán, có những cái về xác suất thống kê, min mode gì đó, giúp bạn đánh giá gì? Giúp bạn đánh giá đủ dữ liệu, có nghĩa là bạn có thể suy luận dữ liệu đó đủ chưa, đủ cho máy học chưa. Rồi bạn vẽ những cái phân bố dữ liệu, giúp bạn đánh giá đúng và dữ liệu đó phân bố đúng hay chưa. Đó, chỉ cần đúng và đủ thôi, không cần học quá nhiều ha, là bạn đủ khả năng là giải quyết những câu chuyện AI bằng toán học. Như vậy các bạn đừng có sợ toán học, mình phải biết nhiều toán học, không cần biết nhiều. Mình chỉ bắt những phần toán học nào đó nó phù hợp và nó giải quyết được câu trả lời cho mình về dữ liệu đúng và đủ là được ha, không cần phải nghĩ quá nhiều. Đó. Chủ đề NLP nào sẽ hot ngày nay NLP nó không còn giới hạn nữa các bạn. Ngày nay NLP nó không chỉ đơn giản là những câu hỏi question và answer, nó không còn những câu hỏi sentiment, nó không còn những câu hỏi translation, bởi vì những cái đó ông lớn đã giải quyết hết rồi. Ngày nay NLP nó sẽ là những câu hỏi gì các bạn? À, nó sẽ kết hợp các bạn. NLP ngày nay là sự kết hợp. Đó là chúng ta sẽ kết hợp dữ liệu NLP với dữ liệu số. Ví dụ phân tích thị trường chứng khoán. Chúng ta sẽ kết hợp NLP với video. Ví dụ robot có khả năng tự nói theo một cái đoạn script mà mình đưa ra. Chúng ta sẽ hợp NLP với video với xử lý ảnh. Từ một bức ảnh chúng ta sẽ cho nó tự tạo ra các gì các bạn, các subtitle. Có nghĩa là NLP trong tương lai sẽ là sự NLP kết hợp với những dữ liệu khác chứ không phải bản thân NLP. Bởi vì bản thân NLP người ta đã làm quá tốt và là quá nhiều thứ rồi. Question answer cũng làm rồi, chatbot cũng làm rồi, sentiment cũng làm rồi, dịch cũng làm rồi. Thì có gì đâu, có gì của NLP đâu. Nó sẽ là câu chuyện tiếp theo, NLP với ngôn ngữ tự nhiên, NLP với hình ảnh, NLP với âm thanh. Ví dụ bạn nói dùng cái dịch di động nó sẽ hiểu bạn, nó trả lời là NLP với âm thanh, NLP với video, nói chung là NLP với một loại data khác. Đó chính là cái định hướng tương lai của NLP, chứ không phải là thuần NLP. Đó là cái thầy nghĩ là bạn nên học nhiều loại data khác nhau để mình phối hợp lại. Đúng rồi, bạn đưa một ảnh ra và mô tả ảnh đó theo cái nội dung của ảnh đó thì nó cũng là NLP, nhưng mà lúc đó bạn phải kết hợp với ảnh số nữa. Bạn cần phải đặt trong một cái hoàn cảnh là bạn buộc phải làm một cái project thì bạn mới được tốt nghiệp. Bạn chỉ cần đặt trong một hoàn cảnh bạn buộc phải làm một cái project AI ở đó, bạn mới được tốt nghiệp, bạn mới nhận được cái bằng hay mới hoàn thành khóa học, thì bạn sẽ có một cái động lực để làm. Bạn học rất nhiều nhưng không biết thực hành. Ok, bạn hãy tìm một cái môi trường nào đó, tìm một người thầy nào đó hay tìm ai đó mà buộc phải làm cái project xong mới được chứng nhận. Thì lúc đó bạn nghĩ thôi, bạn có làm được, bạn không làm được không? Bạn understand không? Đó chính là lý do là sao mà thầy sẽ rất cực khi thầy meeting với các bạn. Nhưng mà thầy tin đó là cái động lực, cái boost cho bạn để bạn có một cái động lực mình làm. Không sao, bạn gọi là anh cũng được, là thầy cũng được. Tại vì thật sự á, mình đi dạy các bạn mà, nên các bạn gọi mình là thầy, thậm chí là chưa học bữa nào cũng được.
còn mình gọi là anh thì sẽ gần gũi hơn, làm anh thì chúng ta sẽ có những buổi nói chuyện chia sẻ bình thường ha. Ok, thì nói rồi, chọn mấy chủ đề NLP mà nó phối hợp với nhiều loại data khác nhau thì nó mới là cái người ta đang quan tâm. Còn NLP mà kiểu sentiment với kiểu kia bình thường đó. Rồi tiếp theo là mình phải tìm những cái pattern, tức là những cái mẫu cần thiết trong data để mình có thể dùng nó để dự đoán những cái trend sắp tới. Ví dụ mình dự đoán cái trend sắp tới của thị trường chứng khoán, mình dự đoán trend sắp tới của khách hàng, mình dự đoán trend sắp tới của sản phẩm. Có nghĩa là cái gì cũng có trend đó. Sản phẩm thì khách hàng đang muốn loại sản phẩm nào, khách hàng đang muốn dịch vụ gì ha, đúng không? Và những cái bài toán về thị trường chứng khoán thì sẽ trend như nào. Nói chung là mình sẽ tìm trend. Nói chung là data scientist sẽ là người giải những bài toán tìm trend. Có ba cái giá trị, có ba cái giá trị mà AI nó mang lại cho doanh nghiệp. Giá trị thứ nhất đó là giá trị về customer, gọi là customer value. Giá trị thứ hai là giá trị về operation, gọi là operation value. Có nghĩa là chúng ta dùng AI để chúng ta tăng cái khả năng hoạt động của hệ thống chúng ta lên. Và giá trị thứ ba là risk value, có nghĩa là chúng ta dùng AI để chúng ta dự đoán những cái rủi ro. Chỉ có ba cái đó thôi. Bạn muốn làm đề tài cho doanh nghiệp hay muốn làm một cái sản phẩm cho doanh nghiệp, chỉ hướng ba cái đó là: một là customer, bạn xây dựng AI để phục vụ khách hàng, customer value; hai, bạn xây dựng AI để hoàn thiện cái khả năng hoạt động cũng như là cái khả năng operation của cái doanh nghiệp của bạn, gọi là operation value; ba là bạn có thể làm AI để dự đoán rủi ro. Chỉ có ba cái đó thôi ha. Ok, thì cả ba cái đó thì đều cần người data scientist làm hết ha. Không có data scientist thì khó mà làm ba cái đó tốt nha. Cụ thể những kỹ năng gì chúng ta sẽ được học? Chúng ta sẽ học visualize nè, để chúng ta làm những report dashboard. Tất nhiên đây là công việc chính người làm data analytics, nhưng mà người data scientist cũng phải cần phải visualize. Tại vì cái visualize của người data scientist đó, nó khác visualize của cái người làm data analytics. Cái người làm data analytics họ visualize để họ show kết quả đó cho sếp, họ show kết quả cho khách hàng. Còn cái người làm data scientist họ visualize để họ nhìn coi dữ liệu thì họ đang có vấn đề gì không. Hai cái visualize này nó khác nhau hoàn toàn về bản chất. Data scientist họ visualize để họ xem có cái bước đó, dữ liệu đó có ổn hay không. Họ không cần phải show cho ai hết, họ show cho chính họ. Bạn hình dung không? Bạn đừng có đánh đồng cái visualize này là show report dashboard nha. Show report dashboard là dành cho khách hàng, dành cho sếp, đúng không? Như vậy đó là công việc của người data scientist. Nhưng visualization của người data scientist sẽ là visualize cho chính họ để họ tìm hiểu coi vấn đề có gì không, có cái chuyện gì xảy ra với dữ liệu không. Tại vì chúng ta biết dữ liệu chúng ta là big data, chúng ta không thể nào thống kê từng con số được, chúng ta phải nhờ hình ảnh nó tiết lộ cho chúng ta. Chỉ có hình ảnh nó mới tiết lộ chúng ta câu chuyện. Như vậy visualize của người data scientist không cần đẹp, chỉ cần đúng. Visualize của người data scientist không cần đẹp và cũng không cần cho ai coi, chỉ cho họ coi thôi, biết sao đúng. Rồi. Tiếp theo, kỹ năng khác của người data scientist là máy học, machine learning. Có nghĩa là chúng ta phải biết vận hành các kỹ thuật. Nó thầy nói rồi ngay từ đầu rồi. Machine learning, mỗi machine learning nó sẽ có những cái cách phản ứng khác nhau với data. Nó giống như là cái hoạt tính, giống như là cái chất hóa học á. Nếu bạn dùng thuật toán này nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm khác, những thuật toán kia sẽ ra sản phẩm khác ha. Thì như vậy là họ phải có kỹ năng machine learning, phải chọn đúng cái thuật toán, chọn đúng cái dữ liệu mình đang có. Còn khi dùng đến deep learning có nghĩa là người data scientist đang giải một bài toán cực kỳ phức tạp. Khi họ đụng đến một bài toán gọi là deep insight hoặc là bài toán complicated thì họ không thể nào dừng ở machine learning được, họ phải đi một cái mức cao hơn nữa, đó là deep learning. Đó. Thì deep learning nó rất nhiều kỹ thuật lắm ha, kỹ thuật về học nhớ nè, kỹ thuật về học rộng nè, kỹ thuật về học sâu nè, nhiều lắm ha. Như vậy là người data scientist cũng phải học về deep learning để giải những bài toán nó khó hơn nữa, nó complex hơn nữa ha. Còn machine learning chỉ giải những bài toán gọi là simple thôi ha. Pattern recognition thì ngoài câu chuyện machine learning, deep learning thì cái người làm data scientist phải luôn nghĩ tới câu chuyện là họ có nhận diện được mẫu hay không, có nghĩa là họ có phân tích được là khách hàng họ có bao nhiêu loại khách hàng không, họ có phân tích được là sản phẩm họ có bao nhiêu loại sản phẩm không. Bởi vì nếu họ pattern được, họ định hình được pattern thì nó sẽ giống như một cái đặc trưng để họ có thể dễ dàng giải quyết những bài toán khác. Kiểu như là bạn đang có một cái, ví dụ như bạn nhìn cái điện thoại di động của bạn đi, bạn phải hiểu điện thoại di động của bạn có bao nhiêu chức năng cơ bản: nghe, gọi, duyệt internet và chơi game, ví dụ như vậy. Tức là bạn phải định hình được cái pattern trong cái bài toán của mình là cái gì. Nếu bạn định hình được pattern thì câu chuyện của mình nó sẽ rất dễ dàng luôn, tức là bạn gặp bài toán nào bạn sẽ biết dùng pattern nào.
bạn dập bài toán phân tích cảm xúc khách hàng đúng không? Bạn sẽ biết dùng button nào của khách hàng. Đó, như vậy là cái người làm data scientist phải có một khả năng button recognition rất là tốt ha. Rồi, data mining, tất nhiên phải nói rồi, phải nắm quy trình data mining, tại vì cái quy trình là cái không ai không nó sẽ giúp bạn xác định mình đang đứng ở đâu và mình sẽ làm gì tiếp theo ha. Data mining là một cái quy trình xử lý dữ liệu. Và chắc chắn rồi thì sẽ đến lúc nào đó người data scientist cần phải xử lý cả ngôn ngữ tự nhiên luôn. Và thầy cũng không muốn liệt kê nữa ha, có thể là cả xử lý cả hình ảnh, cả âm thanh luôn ha. Có thể nha, bạn nghe data scientist mà đi xử lý hình ảnh âm thanh nghe có vẻ như là lạ đúng không? Data scientist mà đi xử lý hình ảnh âm thanh lạ, nhưng mà thầy nói rồi nó không có ranh giới các bạn, rồi sẽ đến một lúc nào đó cái ranh giới nó sẽ phá bỏ. Sếp hoàn toàn được phép, thầy nói nha, một người giám đốc, một người sếp hoàn toàn được phép giao công việc nhận diện mặt người, nhận diện vân tay khách hàng cho người data scientist. Được phép không ạ? Nếu thầy là sếp, thầy có một cái người làm data scientist, thầy giao công việc cho họ phải phân tích được cái complaint của khách hàng thông qua âm thanh. Theo các bạn, thầy có giao đúng việc chưa? Hay là thầy giao sai việc? Giao việc cho người làm data scientist không phải phân tích số liệu này, phân tích số liệu kia đâu, mà giao họ xử lý phân tích được âm thanh, tức là phân tích complaint khách hàng thông qua âm thanh. Giao đúng việc chưa? Có ai dám nói giao sai việc không? Anh làm data scientist thì anh phải làm những cái câu chuyện deep insight như vậy chứ. Chẳng lẽ tôi giao cho anh suốt ngày, giao cho anh xử lý sentiment khách hàng, suốt ngày giao cho anh phân loại khách hàng, dễ vậy sao? Đúng không? Thì bạn suy nghĩ coi, nếu bạn làm data scientist thì bạn có phải học xử lý âm thanh không? Nên học đúng không? Nên học xử lý hình ảnh đúng không? Nhất như bạn nói thầy em làm data scientist em không cần học cái đó được không? Thầy nói tạm thời thì được, mà về lâu về dài được mới học thôi. Đó. Tại vì người sếp hoàn toàn có thể giao bạn những bài toán đó. Đúng không? Đó. Còn nếu bạn không làm thì họ tuyển người khác thôi. Thì câu chuyện rất đơn giản. Đó. Nên khi bạn học VDC, thầy cũng có thể dạy các bạn xử lý hình ảnh âm thanh. Các bạn cũng đừng trách móc gì tại sao em phải học những cái đó. Tại vì các bạn tầm nhìn các bạn chưa tới đâu. Tầm nhìn các bạn chưa tới là tương lai mình sẽ làm gì đâu. Nên thầy khuyên các bạn vẫn cứ học, vẫn cứ nốt ở đó, vẫn cứ lưu trữ ở đó. Mình làm project của mình thì mình focus vào project của mình, nhưng mà mình nên học cái khác. Bởi vì tầm nhìn các bạn nó phải xa hơn nữa. Giống như thầy đã từng nhìn thấy những câu chuyện như vậy rồi. Thầy đi làm nhiều công ty thầy biết mà, đó, đang làm về AI chuyển qua làm về game, làm về music là chuyện bình thường, hả, chuyện rất bình thường luôn, hả, nên các bạn lưu ý nha, những cái thầy dạy nó đều có cái mục đích lý do hết, chứ không phải là tự nhiên thầy thích dạy thêm các bạn những cái đó đâu, hả, dạy thêm nó mệt cho thầy thêm chứ cái gì đâu, chỉ dạy số liệu không thì thầy thoải mái lắm, hả? Đó, thì các bạn chú ý rồi đó, nó không phải là câu chuyện là chúng ta là chỉ có muốn học data không nhé, nó không phải của chúng ta. Rồi, thì bạn thấy là cái quy trình làm một data mining nó có nhiều bước lắm. Thì nếu bạn có tư duy tốt về data và có nhiều kỹ thuật thì những cái này nó rất là đơn giản. Thì nó thật luôn, nếu bạn học nhiều kỹ thuật tốt, bạn có nhiều tư duy tốt, bạn có ba thứ thôi. Thứ nhất là business, thứ hai về basic về toán, và thứ ba là gì? Kỹ năng giải quyết vấn đề. Với ba cái đó thì tất cả những cái bước này nè, nó không khó với các bạn. Ví dụ như data acquisition dễ, tại sao các bạn? Tại vì bạn biết cái business nó như thế nào, cần những data nào, đúng không? Data entry, bạn biết truy vấn dữ liệu, đúng không? Đó. Data extraction, bạn biết về thống kê, bạn biết extract tốt dữ liệu. Đó. Data warehouse, bạn biết về big data, bạn biết lưu trữ. Như vậy những cái này, khi mà bạn nắm ba cái kiến thức cơ bản của data science thì những cái công việc này nó chẳng qua là những công việc chi nhỏ thôi. Mà bạn hoàn toàn có thể làm được. Đó. Hoàn toàn làm được, không có vấn đề gì. Linking, rồi staging, rồi processing, architecture. Đó. Chúng ta hoàn toàn làm được. Nó nằm trong, bởi vậy nó gì, bởi vì cái người làm data scientist là lúc nào cũng thích, lúc nào cũng có cơ hội phát triển bản thân, đúng không? Ví dụ như một ngày đẹp trời bạn được giao làm nhiệm vụ là data architect đi, đúng không? Hoặc là data modeling đi, thì bạn cũng rất happy bởi vì mình đang học một cái mới, mình đang được làm một cái mới, một cái chức nhầm chưa làm, rất là thích, rất là đam mê. Nó giống như kiểu là bạn tin mình sẽ làm được và mình đang rất happy mình đang được làm cái mới. Nếu bạn làm những lĩnh vực khác, đúng không, khi mà sếp giao một công việc mới bạn sợ, sợ bởi vì bạn không làm, sợ không làm được, không làm tốt. Nhưng riêng làm về data, xếp ra một cái mới bạn rất happy. Dù là bạn chưa chuyên về nó, bạn rất happy và bạn tin mình sẽ làm được. Đó. Thì đó chỉ là lý do sao mà làm data scientist nó giống như một cái không có điểm dừng. Không điểm dừng, thì nó sự luôn. À, không điểm dừng. Thì chưa thấy một bạn nào, một sinh viên nào hay là một người mà thấy bạn cũng hay làm data scientist mà bây giờ họ dừng, họ làm cái khác đó. Không thấy. Đó. Rồi bạn tiếp tục và họ còn càng ngày càng tốt hơn ấy, càng ngày càng well hơn ấy. Ok. Phải làm DA mới lên được DF đúng không thầy?
Nếu bạn làm DA mà lên DS thì nó đúng, nó sẽ giúp bạn rất là nhiều thứ ha, bởi vì bạn DA là bạn nắm cái business rất là tốt. À, mà làm DF sẽ cực kỳ hay. Tuy nhiên cũng không nhất thiết đó là con đường thẳng, nó là con đường đó ha, chúng ta đi con đường khác được ha. Chúng ta làm DS sau đó chúng ta học hỏi cách làm DA. À, DA thật qua là nó kết hợp luôn cả phần business nữa thôi. Thêm phần business nữa. Tức là cái người DA nó mạnh về business hơn người data scientist một chút ha. Thì bạn rèn kỹ năng business nữa là tốt ha. Ví dụ như bạn xuất những báo cáo report nhưng mà phải phục vụ cho việc gì? À, thống kê kinh doanh ha, kinh doanh thông minh. Đúng rồi, DS yêu cầu cao bởi vì DS họ sẽ yêu cầu cái deep insight nhiều hơn. DS là giải quyết hai câu chuyện luôn là why and how. Còn DA thì giải quyết câu chuyện why thôi. How chưa chắc DA giải quyết tốt. Ha. DA chỉ nói à hiện giờ khách hàng đang rời bỏ dịch vụ vì lý do gì? Hiện giờ sản phẩm không được mua nhiều vì lý do gì? Hết, dừng đó thôi. Còn nếu bạn hỏi thêm là giờ làm sao thì chưa chắc ông DA trả lời tốt. Ha. Ông DS ông sẽ là chỗ đó tốt hơn. Okay. Rồi, visualize sao quan trọng thì bạn biết rồi, dữ liệu chúng ta rất là lớn, ha, dữ liệu chúng ta cực kỳ lớn. À, chúng ta không thể nào mà thống kê cơ bản được đâu. Ha. Tất nhiên thống kê cũng có cái hay, nó giúp chúng ta nhìn được giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, nhìn được giá trị trung bình, ha, nhìn được giá trị, nhìn được độ lập, ha, độ lập của dữ liệu, đúng không? Nhìn coi dữ liệu chúng ta phân bố gì cũng tốt. Nhưng mà về cơ bản nha, nếu bạn chỉ nhìn số liệu á, nó sẽ không tiết lộ bạn nhiều thông tin. Nó phải vẽ ra, kiểu gì cũng vẽ ra. Chúng ta vẽ ra không phải để cho khách hàng nhìn, chúng ta vẽ ra không phải để cho ai nhìn mà cho chính chúng ta nhìn. Bởi vì bạn biết rồi, cái hình vẽ nó sẽ tiết lộ nhiều thông tin hơn. À, nó tiết lộ cho bạn cái gì? Nó tiết lộ cho bạn cái area, cái khu vực. Bởi vì bạn dùng á, data của mình nó sẽ chia nhiều khu vực A, khu vực B, khu vực C. Nếu bạn vẽ ra bạn thấy được cái khu vực, thấy được cái độ chênh lệch các khu vực. Nó cho bạn cái factor influence, có nghĩa là cho bạn cái yếu tố nào yếu tố quan trọng nhất. Mình thấy được. Nó mang tính tổng quát rất cao. À. Nó cho bạn hiểu về một cái sản phẩm hay một cái nơi nào đó. À. Và nó cho bạn biết về số lượng. Có nghĩa là dưới góc độ nào đó, hình vẽ nó vẫn tốt hơn là làm thống kê. Tức là quan điểm của thầy nha. Hình vẽ nó vẫn tốt hơn thống kê. À. Dù là thống kê thì cực kỳ quan trọng. Thầy không phủ nhận thống kê cực kỳ quan trọng. Nhưng nếu những cái gì mà bạn có thể dùng hình vẽ giải đáp được thì bạn nên dùng hình vẽ. À. Còn những cái nào mà hình vẽ không thể giải đáp được thì bạn tiếp tục dùng thống kê. À. Thì machine learning chuyển qua DS thì cần thêm gì? Thì thầy nói có ba thứ nè. Thứ nhất là gì? Kỹ thuật nè. Thứ hai là về business nè. Thứ ba là về gì? Về toán học đúng không? Thì bây giờ nếu bạn làm machine tốt là bạn có kỹ thuật rồi thì bạn cần học thêm về toán học, thống kê, cách thống kê ha. Và bạn học cần học thêm về cách giải quyết vấn đề business ha, business problem. Thì bạn có thể lên DS thôi ha. Tất nhiên là machine learning chưa đủ, còn deep learning còn các kiểu nữa thì bạn phải rèn tùy tiếp. Đó, thầy không nghĩ machine learning là đủ ha. Machine learning nó chỉ là ở mức gọi là mức level 1 thôi, 2, 3, 5 nữa ha. Thầy nghĩ tương lai người máy sẽ như thế nào ạ? À? Giờ này bộ phim về người máy à, tự chủ có tình cảm xong gây thảm họa. Những bộ phim á, những bộ phim mà bạn đang coi về 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 robotics á, nó là một lời cảnh báo. Có nghĩa là những người làm bộ phim này á, muốn truyền cho bạn một thông điệp. À. À, muốn truyền cho bạn một thông điệp. Đó là thông điệp gì các bạn? Đó là các bạn hãy dùng AI một cách thông minh nhất. Đừng để AI quyết định những điều trọng đại. À, chúng ta dùng AI giống như một người tư vấn viên, giống như một người bạn. À, nó đề xuất cho chúng ta. Nó giúp chúng ta giải quyết số lượng công việc rất nhiều, giống như người bác sĩ. Người bác sĩ họ cần AI thống kê cho họ là bệnh nhân này có khả năng bao nhiêu phần trăm là gì? Là bị bệnh. Nó thống kê cho bạn là bệnh nhân này giống bệnh nhân nào trong quá khứ đã từng xảy ra tình trạng này. Và người bác sĩ vẫn là người quyết định. Đó. AI, bạn dùng AI, bạn vẽ những report dashboard mang tính dự đoán. Thì ai là người ra quyết định? Vẫn là sếp, vẫn là bạn. Nhìn vô cái dự đoán đó để ra quyết định. Ít ra, nó sẽ rút ngắn thời gian rất là nhiều cho bạn. À, trong một nhà máy, người ta dùng AI để kiểm định chất lượng sản phẩm. Người ta sẽ lọc ra những sản phẩm nào mà chắc chắn good, người ta bỏ ra. Những sản phẩm nào chắc chắn lỗi, người ta bỏ ra. Những sản phẩm nào mà nghi ngờ, nó sẽ bỏ vô một cái giỏ khác. Và cần một đội ngũ lọc lại. Những cái đội ngũ lọc đại đó không quá nhiều, chỉ khoảng 10 người hoặc là 5 người là đủ. Tại vì cái số lượng mà nghi ngờ nó không có nhiều. À. Như vậy bạn thấy rõ ràng không? Người ta đang dùng AI rất thông minh. Đó là phối hợp giữa gì các bạn? Phối hợp giữa ra quyết định. Với gì các bạn? Với đề xuất. À, mà thì nó vẫn tốt hơn. Còn khi nào mà đến một mức nào đó bạn thấy cảm thấy AI nó quá đúng rồi, không có gì để thắc mắc nữa ha. Thì bạn
dần dần chuyển quyền cho nó. Nhưng mà rõ ràng hãy cẩn thận nhé, khi mà nó ra quyết định thì nó vẫn có thể có những cái hậu quả. Thì phim ảnh nó chẳng qua một sự cảnh báo thôi, mà để ý tất cả những phim ảnh của Mỹ ngoài cái chuyện nó cảnh báo, nó còn dự đoán tương lai có cái gì. Bạn bạn có coi phim Doraemon không, hoạt hình Doraemon không? Bạn thấy trong trống tre không? Trong trống tre bay không? Bạn thấy cửa sổ không? Bạn thấy cái cửa cửa thần kỳ không, đi từ nơi này qua nơi khác không? Bạn tin là trong trong tương lai sẽ có chuyện nó xảy ra không? Hãy nghĩ đi, chúng ta có thể di chuyển ngay lập tức được không, và chúng ta có thể bay lên bằng một cái thiết bị trên đầu được không? Đó. Nó giống như kiểu là nó tạo ra một cái cơ sở để những cái nghiên cứu sau này sẽ phát hiện điều đó. Thật ra bay được rồi nha, đã từng đã có những thiết bị bay được rồi, chẳng qua là do chi phí cao quá, người ta chưa sản xuất ra sản phẩm đại trà thôi. Đã có những cái sản phẩm mà giúp người ta bay được rồi, gắn ở chân hoặc gắn ở đầu người ta đã bay được rồi, có những cái xe bay được luôn rồi, nhưng mà chẳng qua chi phí sản xuất cao quá, sản xuất ra bán thì chỉ có ông tỷ phú mua thôi, người thường không mua được, nên tiếp tục nghiên cứu thôi. Rất rất nhiều nha, các bạn hình dung là rất rất nhiều sản phẩm AI đang tiếp tục được nghiên cứu để giảm giá thành. Chỉ có giảm giá thành thì mọi người mới chấp nhận, còn không thì mọi người không chấp nhận. Understand không? Đó. Điều đó có nghĩa là các bạn cứ tin tưởng đi. Ha. Vài năm nữa khi họ giảm được giá thành, lúc đó bạn sẽ thấy là thế giới mình thay đổi như thế nào. Ha. Hiện giờ giá thành còn cao quá thôi. Ha. Understand không? Đó. Tức là đã có rồi chứ không có nha. Đó. Người ta đã sáng tạo ra những cái cục đá mà không bao giờ hết lặp, lúc nào cũng lặp. Người ta đã sáng tạo ra những cái bút viết mà không bao giờ hết mực. Người ta đã sáng tạo ra những cái loại xe mà chạy không bao giờ hết, không bao giờ cần phải xăng, không cần phải xăng. Người ta sáng tạo rồi nhưng mà do chi phí cao quá, người ta chưa phổ biến thôi. Ok? Đó, hãy tin điều đó ha. Rồi. Machine learning tại sao quan trọng? Thì machine learning giúp bạn có những cái kỹ thuật ha, để mình có thể phân tích dữ liệu tốt hơn, mình có thể xây dựng những cái thuật toán máy học nó tốt hơn. Thật ra nó là kỹ thuật ha, nó giúp mình có thể phân tích nhiều vấn đề hơn. Ngoài ra người ta dùng machine learning để người ta có thể chia nhỏ bài toán, ví dụ một bài toán quá lớn đi, dữ liệu quá lớn thì người ta chia nhỏ từng phần ta xử lý. Thì machine learning giúp mình xử lý những cái chuyện như vậy. Nói chung machine learning là một cái căn cơ. Tại sao ngày nay deep learning phát triển rất là nhiều nhưng mà machine learning vẫn cần phải học? Bởi vì bạn hình dung là deep learning phát triển nhiều nhưng mà deep learning nó có một cái rủi ro, nó có một cái vấn đề rất lớn, đó là dữ liệu. Chúng ta phải có nguồn dữ liệu rất lớn và lúc nào chúng ta cũng phải cung cấp nó dữ liệu để nó học, nó sửa sai. Nó giống như kiểu là một người sai á, thì bạn phải dạy lại họ. Cứ khi nào họ gặp lỗi á, là bạn phải kéo về nhà bằng dạy dỗ lại. Deep learning giống vậy á. Deep learning nha, là có một đứa con nó ra ngoài xã hội, nó gặp lỗi gì đó, mình phải mang nó về nhà mình dạy lại. Xong nó ra ngoài xã hội nó gặp lỗi khác, mình mang về dạy lại. Thì đó là một cái bất lợi của deep learning. Có nghĩa lúc nào bạn phải đưa data cho nó học những cái sai. Khi nào nó sai mà cho nó học lại để nó đúng. Thì đây là một cái rock lâm của deep learning. Thì thay vì chúng ta sẽ phải dùng deep learning như vậy nha, thì chúng ta nên học machine learning trước. Tại vì học machine learning trước đó, chúng ta sẽ học cái cách thức những cái thuật toán để chúng ta có thể đưa cho máy nó học mà không cần quá nhiều dữ liệu. Chúng ta đôi khi chúng ta cần như vậy ha. Có những cái thuật toán mà chúng ta không cần phải quá nhiều dữ liệu mà máy nó vẫn có thể học được và máy có thể hiểu được vận hành tốt. Có nghĩa là chúng ta phải chia nhỏ bài toán, thay vì một bài toán bự bạn dùng deep learning mà học tất cả các trường hợp thì mình có thể chia bài toán thành nhiều bài toán nhỏ. Thì mỗi bài toán nhỏ bạn chỉ cần dùng machine learning là giải quyết được thôi. Thì machine learning vẫn là một cái gì đó nó giúp bạn có thể adapt những câu chuyện mà thay vì phức tạp là làm đơn giản hơn. Khi bạn học thì bạn sẽ hình dung hơn. Giống như kiểu là chúng ta làm một cái thiết bị gọi là cảm ứng nhiệt độ đi. Khi nào mà người đi qua thì cái đèn nó bật lên. Thì chúng ta có hai khả năng, một là chúng ta dùng machine learning, hai là chúng ta dùng deep learning. Deep learning là cho nó tự học, nó tự chỉnh nhiệt độ các kiểu. Còn machine learning là chúng ta chỉ cần cho máy nó học dữ liệu vừa đủ thôi, cứ có người là nó bật, còn không người nó tắt, rất đơn giản. Mình thấy nó hoạt động hiệu quả, không vấn đề gì phải dùng đến deep learning. Như vậy chúng ta vẫn học machine learning nhất, nó giống như cái căn cơ để mình có thể làm. Và thầy cũng chưa biết luôn là trong tương lai machine learning có quay trở lại gọi là vượt trội deep learning hay không. Thì giờ deep learning vẫn là được ưu tiên nhiều, nhưng mà deep learning nó có những cái vấn đề của nó ha. Như bạn học với thầy sẽ gợi ý cho bạn. Bạn đừng có ha. Thì thật ra thì deep learning nó sẽ luôn luôn là better hơn, nhưng mà chắc chắn là đòi hỏi data nhiều hơn. Còn machine learning thì nó sẽ có cái ngưỡng ha, có ngưỡng. Tuy nhiên nếu bạn biết thu nhỏ bài toán, biết giảm chiều bài toán, giảm nhỏ bài toán, thì cái chuyện machine learning nó adapt cho bạn rất nhanh mà không cần phải nhiều data ha. Thì như vậy là
À, như vậy bạn thấy là machine đi không phải là không có chỗ đứng, nó bạn giải quyết được. Ví dụ nha, thầy hỏi các bạn nha, nhận diện vân tay, theo các bạn nhận diện vân tay thì chúng ta nên dùng deep learning hay machine learning? Nhận diện vân tay của các bạn á, nhận diện vân tay của các bạn có đúng là bạn không, đưa vân tay vào nhận diện một cái chấm công vào vân tay đi, thì theo các bạn dùng deep learning hay machine learning? À, hay là điểm danh đi, điểm danh đi, điểm danh sinh viên đi, điểm danh sinh viên, thì theo các bạn điểm danh sinh viên thì dùng machine learning hay deep learning? Đó, vân tay với điểm danh sinh viên, khi nào dùng machine learning, khi nào dùng deep learning? Thầy nói các bạn câu chuyện như vậy nè, nếu các bạn muốn phân biệt người này là ai và người kia có phải là người lạ hay không thì bạn dùng deep learning, ok. Nhưng nếu bạn chỉ muốn đăng ký, gọi là registration, đăng ký thôi, tôi đăng ký sinh viên đó là sinh viên mới, tôi đăng ký cái nhân viên đó là nhân viên mới, và bạn kiểm tra cái đăng ký đó hàng ngày hàng giờ, thì bạn chỉ cần dùng machine learning là đủ. Tức là bạn chỉ muốn đăng ký rất nhanh, ví dụ khi bạn vừa nhập học, bạn được đi qua một thiết bị đăng ký vân tay, thì người ta dùng machine learning là đủ rồi. Đăng ký chỉ cần vài cái vân tay là đủ rồi, không cần quá nhiều, đúng không? Khuôn mặt chỉ cần vài khuôn mặt là đủ. Như vậy nó ở mức rất vừa đủ và để chạy được. Còn khi mà bạn muốn kiểm tra có người lạ trà trộn vào công ty mình hay không thì các bạn hãy dùng deep learning. Tại vì deep learning nó sẽ phân tích được, nó sẽ xác định được cái xác suất mà người này không thuộc cái nhóm người mà đã học rất là cao. Như vậy là gì các bạn? Nếu mà bạn dùng cho một cái môi trường gọi là giao thông thông minh thì bạn có thể dùng deep learning. Nhưng nếu bạn dùng cho một cái quán in-house nhỏ, in-house thôi, nhỏ thôi thì bạn dùng machine learning vẫn rất là tốt. À, hiểu không? Tức là giải những bài toán in-house thôi. Những cái bạn giải những bài toán in-house thì bạn phải dùng machine learning rất là tốt. Nhưng nếu bạn giải bài toán gọi là environment, ví dụ như là smart smart traffic hay là smart city thì chắc chắn phải dùng deep learning. Tại những bài toán đó nó sẽ rất là đa dạng, bạn buộc phải dùng deep learning để cho nó học trên một cái data rất là lớn để nó hiểu được. Còn bạn muốn đăng ký một cái mặt người, mà muốn đăng ký một cái vân tay thì nghĩ machine learning đủ rồi. Bạn hiểu không? Ví dụ bạn vô công ty bạn đăng ký vân tay để bạn trở thành nhân viên, bạn đi học bạn đăng ký mặt người trở thành học viên thì machine learning là đủ rồi, đủ tầm luôn, vừa đủ luôn, đúng chỉ là vừa đủ túi tiền luôn. Đâu cần deep learning chứ, dữ liệu có nhiều đâu mà deep learning. Đăng ký vân tay đăng ký 3 lần hết, mặt người đăng ký vài góc nhìn là xong hết, kết thúc câu chuyện, đúng không? Ok, anyway, dù sao thì machine learning vẫn là chỗ đứng ha. Bởi vì mà machine learning nó sẽ giải quyết những câu chuyện đơn giản cho mình, nó chia bài toán thành những phần đơn giản để giải quyết cho mình. Còn những trường hợp mà nó quá phức tạp, những trường hợp mà cái ảnh hưởng môi trường quá lớn thì chúng ta phải nghĩ đến deep learning, thì các bạn sẽ được học hai cái và các bạn sẽ biết lựa chọn đúng thế nào. Ok, ta đầu tiên cũng phải biết cả hai cái luôn á, chứ không phải biết một cái đâu. Đó thì machine learning thì chúng ta sẽ dựa những cái rule mà chúng ta sẽ up ra bằng thuật toán ha. Còn deep learning thì chúng ta sẽ không dựa vào cái rule nữa mà tự máy nó suy ra cái rule, thì chắc chắn là những bài toán này sẽ mang tính universal và những bài toán này mang tính specific. Machine learning sẽ dành cho những bài toán mang tính specific, ví dụ như đăng ký mặt người, đăng ký bằng tay. Còn deep learning dành cho bài toán universal, ví dụ như smart smart city hay là smart smart house hay là smart gì đó. Nói chung là có chữ smart thì chắc chắn là phải là universal. Sao cảm thấy khu vực IT này chúng ta cạnh tranh cả nhân lực thứ khác nữa rất khó. Thầy nói thật luôn nha, những người châu Á làm deep learning cũng khá là tốt đó nha. Deep learning mà machine learning khá là tốt, AI khá là tốt. Đừng coi thường nha, Trung Quốc và các kiểu Singapore, Đài Loan làm AI kinh khủng lắm, đừng có giỡn. Mỹ cũng trầm trồ luôn đó, chứ không phải là không đâu. Nên chúng ta tự tin ha, những người châu Á của chúng ta có tư duy về AI rất là tốt nha, chứ không phải giỡn đâu ha. Chưa chắc người nước ngoài tư duy vậy ai. Nước ngoài người ta chỉ được cái là ta tư duy chuẩn thôi, còn mình là tư duy đa dạng. Ok, đôi khi tư duy đa dạng nó hay hơn, đúng không? Châu Á không phải là Việt Nam. Tự ti quá vậy, người Việt Nam rất 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 nhiều bạn trẻ giỏi mà, Việt Nam nhiều bạn trẻ giỏi lắm mà chưa gặp đâu. Thầy gặp rất nhiều bạn trẻ mà tuổi, nếu mà thầy đặt vị trí mình là tuổi giống như bạn đó thì không giỏi bằng bạn đó, thậm chí còn kém rất nhiều. Nhưng mà câu chuyện là bạn có kiên trì không thôi, thầy nói là câu chuyện kiên trì các bạn. Đôi khi thầy thấy những bạn trẻ rất là giỏi, thậm chí là giỏi hơn thầy luôn, khi mà thầy trẻ như vậy giỏi hơn thầy rất là nhiều, nhưng mà thầy đặt câu hỏi là bạn đó có kiên trì không.
nếu bạn đó tiếp tục kiên trì thì chắc chắn bạn đó sẽ thành talent rất là tốt. Nhưng nếu bạn đó không kiên trì thì cũng vậy thôi, đúng không? Giỏi nhưng mà không kiên trì cũng vậy thôi. Đó. Đó. Nên là thầy rất là mong muốn những bạn nào mà giỏi hơn thầy ở xuất phát điểm thì hãy kiên trì. Đó. Vì thầy cần cái chặng đường nhiều hơn là cần cái tài năng. Đó. Bạn kém tài năng mà bạn có một sự kiên trì thì thầy tin bạn sẽ thành công. À, vậy thôi. Tiếp theo là deepening, thì thầy nói rồi, deepening của chúng ta thì chúng ta sẽ có về phần hình ảnh nè, ngôn tự nhiên nè, âm thanh nè, chúng ta cũng nên biết. Như thầy nói các bạn rồi, sếp bạn hoàn toàn có thể giao bạn những công việc này, thầy nói thật luôn. Hãy đừng vì những cái này mà mình nghĩ nó khó thì cho nó dễ, bởi vì với tư duy của người làm data scientist thì những cái câu chuyện này không phải khó, bạn hoàn toàn có thể hiểu được. Mình cố gắng adapt thôi. Thầy nghĩ là về tương lai á, người ta sẽ gộp chung AI engineer và data scientist thành một cái công việc nào đó gọi là full stack data gì đó ha. Có nghĩa là người ta sẽ không còn ranh giới giữa AI engineer và data scientist nữa. Thầy nghĩ 1-2 năm nữa thì không còn ranh giới giữa data scientist và AI engineer nữa, bởi vì một khi đã làm data là phải biết hết những chuyện này. Không còn ranh giới nữa, không còn tôi làm data scientist thì tôi không thể nào làm xử lý ảnh được, không còn ranh giới nữa. Rồi sẽ phải biết ha. Thì chắc chắn trong tương lai sẽ có một cái ngành, một cái tên gọi nào đó khi người ta tuyển dụng. Ví dụ người ta có thể tuyển dụng là full stack data scientist đi, thêm chữ full stack chứ. Người ta chỉ cần thêm chữ full stack data scientist thôi là bạn biết bạn học tất cả đó. Đúng không? Đó, người ta sẽ tuyển những người như vậy ha. Chứ không phải là ghi riêng lẻ đâu. Thầy chia sẻ làm sao mình đọc thì mình có thể đọc lại nhiều vấn đề. Đây, thầy chia sẻ ha. Khi bạn học á, bạn phải nốt lại. Học mà học là đừng học AI là đừng bao giờ để nó nằm trong đầu. Bạn mà để nó nằm trong đầu thì nó sẽ bay thôi. Và thứ hai là bạn sẽ không có đọc được gì hết ha. Khi thầy dạy các bạn phải nốt rất là nhiều. Bạn thêm này nốt này. Thầy show cho các bạn những cái nốt mà khi thầy dạy các bạn. Nốt này. Thấy chưa? Nốt này. Bạn học mà phải nốt lại bạn ơi. Không nốt lại á, từng bữa học. Không nốt lại từng bữa học. Không nói lại từng bữa học thì làm sao mà bạn có thể có thời gian rảnh mà ngồi review lại. Khi bạn nốt nhiều quá thì một ngày đẹp trời bạn ngồi bạn review lại như thế nào noisy data, thấy không? Đó. À, như thế nào gọi là xử lý byline, đúng không? Đó. À, như thế nào là Power BI, đó. Tức là bạn bạn phải nốt lại ha, để khi mình học xong đến cuối tuần đó mình ngồi mình xem hết tất cả các nốt. Ha, mình xem lại hết tất cả các nốt mình đã nốt trong tuần học cái gì ha. Đó thì mình nên như vậy ha, đừng để nó trôi, tại vì bạn không nằm trong đầu bạn được đâu ha. Thậm chí thầy còn xem tới xem lui thường hàng ngày mà, chứ thầy đâu có nhớ đâu, thầy nhớ làm gì ha. Đó thì mình không khả năng nhớ vậy đâu ha. Mình cố gắng nha. À, học là phải nốt nha. Bạn nào mà có kỹ năng nốt tin tốt đó, nốt tốt đó là bạn bạn sẽ có khả năng keep data rất là tốt, keep knowledge rất là tốt ha, mà không bị miss ha. Và thứ hai là khả năng khái quát hóa dữ liệu bạn sẽ rất là cao, tức là mình sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái gì. Ai mà vừa học vừa nốt sẽ không bơ rơi vào bao giờ rơi vào trạng thái mông lung hết, thì tin chắc luôn. Học mà nốt mà có thời gian review lại nốt thì never, không bao giờ sẽ mông lung, không bao giờ sẽ lạc lõng và không bao giờ sẽ thấy chơi với kiến thức. Tại sao? Tại vì mình có nốt rồi, mình có review nốt rồi, chẳng lẽ mình có gì đâu mà chơi với. Đã, quên thì coi lại thì thôi. Đã ở đây có ai học và nốt lại và review cái nốt mình vào cuối tuần chưa? Review những cái nốt mình học vào cuối tuần chưa? Có chưa? Đó. Chắc chưa đúng không? Chưa thì bạn kiến thức nó cứ lông mông lung, nó cứ lòng vòng ấy. Đó. Mình nốt nó hết lòng vòng rồi, giống như kiểu mình bắt nó này, mình bắt nó mình đính vào, mình bắt nó mình đính vào, mình bắt nó mình đính vào, lấy gì mà lòng vòng. Thầy sẽ ghi thử cái nốt cho bạn một cái nốt kỹ năng học ha. Thầy muốn chia sẻ bạn rất là nhiều chứ không phải chỉ đơn giản là cái này đó. Ví dụ bạn mà có một cái nốt, ví dụ bạn học giải phân trình bậc hai đi, giải phân trình bậc hai đi, bạn nốt ha. Rồi. Bạn đính vào học cái gì đính vào phương trình bậc hai có dạng là ax bình phương cộng b x cộng c bằng không và a phải khác không. Đó. Bạn đính hết lại thì lấy gì mà bạn quên, đúng không? Đó. Rồi tiếp theo, phương trình bậc hai có trường hợp là gì các bạn? Một nghiệp đôi ha, một nghiệp đôi như thế nào? Đó. Hai nghiệp phân biệt như thế nào, phân biệt như nào? Đó. Khi nào hai bị phân biệt và khi nào vô nghiệp?
bạn giống như bạn bắt từng cái bạn đính hết vào thì còn gì mà nó rối nữa, chả cái gì rối, bạn cũng chả phải nhớ nữa, cần người mở ra coi lại thôi. Bạn thấy không? Nó học mà nốt như vậy thì sao? Thì bạn thấy là gì? Bạn đâu có bị bạn đâu có bị confused sao? Dù ai nói nã nói nghiêng, đó. Còn tôi vẫn cứ nhìn nốt của tôi hết. Hoặc bạn học bất cứ kiến thức nào mới bạn nốt lại hết. Đó. Thì chính vì bạn không nốt này bạn phải ráng nhớ, mà nhớ thì bạn sẽ rối. Đó. Thầy mà nốt hết lại thầy chả bao giờ nhớ, thầy chả bao giờ nhớ này luôn, thầy cần thì lôi thầy coi thôi. Đó, thì nghĩ các bạn như vậy ha. Đó. Tại vì chúng ta không biết gọi là recap lại, chúng ta không biết summarize lại, chúng ta không biết take note lại. Dẫn đến tình trạng là chúng ta buộc phải nhớ, mà chúng ta buộc phải nhớ đến một đó chúng ta quên. Mà quên thì chúng ta nghe lại chúng ta sẽ rối. Đó. Ok. Đó, thì đó là ví dụ ha, thầy khuyên các bạn ha, để tránh tình trạng học lơ mơ, học xong rồi thấy lơ mơ luôn ha, nghĩ nguy hiểm lắm. Hoặc là làm cái gì hay cũng nốt lại ha. Rồi, tiếp theo. Em chưa biết tí tài liệu nào, nhưng chỉ khi nào cần sử dụng thì mình đọc lại. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Nốt là để gì? Là để khi nào cần sử dụng mình đọc lại. Có cái câu chuyện này, có cái chỗ này mà thầy cũng hay sâu cho các bạn lắm, nhưng mà thầy cũng hay làm lắm, nhưng mà có nhiều bạn nói thầy làm cái này mất nhiều công sức không? Thầy làm cái này em đọc em không hiểu. Đó. Nhiều bạn nói thầy làm cái này em đọc em không hiểu hết. Đó. Thầy ơi thầy làm cái gì mất nhiều công sức không? Đó. Ví dụ như cái này. Đây, toán học này. Đó, những cái nốt toán học của thầy này. Thầy ơi thầy làm này có mất nhiều công sức không? Em đọc em không hiểu. Các bạn có biết thầy đang tách nốt không? Các bạn có biết là những cái kiến thức này thầy đang tách nốt không? Các bạn có biết là thầy vì nó quá nhiều thầy không nhớ hết được nên thầy tách nốt không? Và thầy share cho các bạn luôn, có biết không? Có biết thầy đang tách nốt không? Đó. Nhiều bạn nói thầy em đọc hết này em không hiểu. Làm sao bạn thể hiểu hết được? Bạn cần cái nào bạn lôi đó bạn coi thôi. Thầy cũng vậy thôi, thầy tách nốt ra thầy cần thì lôi thầy coi. Đó, ví dụ học federate là học như thế nào, học centralize học như thế nào, học tập trung là học nào, học phân tán học như thế nào. Đó, bạn thấy không, rõ ràng là chúng ta không cần phải nhớ, chúng ta chỉ cần tách nốt. Thầy cũng tách nốt luôn, thầy cũng chả nhớ này hết đâu, cần thì thầy lôi ra thầy coi xong. Ok. Đó, nhiều bạn nói thầy em đọc em không hiểu, thầy còn chưa nhớ hết mà thầy đang tách nốt mà sao mà hiểu được đúng không? Cứ từ từ ha, từ từ lôi từng cái ra coi ha, đó kiểu như vậy ha. Đó là khuyên các bạn khi học data đó, ví dụ vector ngay cái này giúp đơn giản thầy vẫn tách nốt lại cần thì lôi ra coi đúng không? Đó. Không? Đó, đó là cái cách học ha, chứ không phải là tự nhiên thầy rảnh thì làm nó đâu ha, thầy lưu trữ á, ví dụ về già sau này về già này hay quên thì sao đó, lôi ra coi. Rồi tiếp theo xử lý text thì bạn thấy là xử lý NLP trong data scientist rất là cần thiết ha. Giống như nãy bạn nào hỏi về NLP á, thì đây là những bài toán NLP nè. Chúng ta có một cái đoạn văn chúng ta summarize lại, chúng ta đánh giá sentiment khách hàng, chúng ta tạo những cái đường nối linear analysis, chúng ta phân loại text, chúng ta mining text, chúng ta gom nhóm text, chúng ta phục vụ cho bài toán SERP. Nói chung đây là những bài toán thuần về text, thì những bài toán này người ta đã làm rất tốt rồi nhé các bạn, người ta đã làm rất tốt rồi, cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Cả tiếng Anh và trong tương lai NLP nó sẽ như thầy nói, nó sẽ gắn với một cái dạng data khác, ví dụ speech to text gắn với âm thanh, ví dụ image captioning gắn với hình ảnh, ví dụ stock market, từ đó stock market dựa trên những thông tin bài báo. Ok nha, nó sẽ gắn với những cái khác chứ không phải chỉ gắn với ngôn ngữ ha, nó về lâu về dài. Còn hiện giờ thì ngôn ngữ đang xử lý rất là tốt ha, và nó bắt đầu chuẩn luôn rồi, bắt đầu thành hình luôn rồi, giống như kiểu xử lý ảnh rồi. Xử lý ảnh bây giờ coi như là xong rồi đó, xong câu chuyện xử lý ảnh rồi. Bây giờ về ngôn ngữ tự nhiên cũng bắt đầu đến cái chặng cuối của ngôn ngữ tự nhiên rồi, có nghĩa là cũng bắt đầu xong những câu chuyện này rồi ha. Rồi sẽ đến những câu chuyện khác đúng không? AI nó cứ phát triển vậy mãi ha, những câu chuyện khác. Tại sao thầy có thể nói những câu chuyện đó? Bởi vì thầy đã quá quen thuộc với cái này rồi ha, và thầy thấy nó đã hậu tụng rồi, nó sắp hậu tụng rồi, nó không còn gì để gọi là quá challenge nữa ha. Thì nó sẽ là những cái khác đúng không? Ở đây là quy trình xử lý data kiểu text ha,
vì bạn sẽ có một cái tech document, bạn phải cấu trúc nó lại, bạn phải thiết được pattern ha, bạn visualize ra đó, đó. Bạn thu thập data, bạn phải làm sạch nó và phân loại nó và như thế đó. Thì cái câu chuyện tech nó cũng giống như câu chuyện xử lý data thôi, xử lý tech cũng như xử lý data thôi ha. Bây giờ người ta thu thập data từ web, từ user comment, từ document, từ log, rất là nhiều thứ. Xong người ta qua qua những bước trích xuất những phần tử quan trọng nhất. Xong người ta filter những yếu tố quan trọng nhất. Xong người ta tính toán những cái sự tương quan, tính toán những đặc trưng. Xong người ta bỏ vào phụ kiện gom nhóm, máy học hoặc deep learning để người ta giải quyết được câu chuyện của người ta. Đó. Nốt trên màn hình máy tính hả? Bạn đang có phần mềm gì? Nhiều lắm mà. Nốt on desktop. Bạn lên mạng mà search nốt on desktop nhiều lắm mà. Nốt on desktop, học đâu nốt đó. Nói xong lưu lại file text hả? Tiếp theo là bạn lên mạng mà search nha, nốt on desktop nhiều lắm, nhiều kỹ năng lắm, nhiều cái đó. Tiếp theo là về skill big data thì nói rồi, data scientist cũng phải biết xử lý big data ha, có nghĩa là trong tình huống mà data nó quá nhiều, chúng ta không thể nào chia để trị được nữa, thì chúng ta buộc phải xây dựng nguồn máy học trên data bự như vậy. Thì để xây dựng máy học trên data bự như vậy thì không còn cách nào khác là chúng ta phải dùng đến Hadoop ha. Hadoop nó sẽ giúp chúng ta là phân data thành nhiều cái nốt nhỏ để nó tính toán training ha, và nó tự tổng hợp cho mình luôn ha. Nói chung là các bạn cần phải biết kỹ thuật Hadoop khi mà làm data scientist ha. Không biết thì hơi mệt đó. Tiếp theo bạn phải biết key vấn dữ liệu bằng SQL. Đó, thì những cái này các bạn cũng sẽ được học trong cái phần data engineer trong khóa của Specialist ha. Chỉ là chúng ta sẽ học vào sau khi mà chúng ta học xong machine learning thôi. Machine learning chúng ta mới học cái này. Đó, thì chúng ta sẽ có được key vấn dữ liệu từ SQL ha. Và đương nhiên là cái quy trình nữa, cái business strategy là các bạn phải tự rèn luyện nữa. Thì thường các bạn sẽ đăng ký một project để mình rèn luyện ha. Thì nói chung là đây là những cực chấm kiến thức mà người làm data scientist phải biết. Không biết thì hơi khó đó, không biết thì sẽ gặp nhiều vấn đề đó. À, record hả? Thì bạn liên hệ bên tư vấn nha, bên tư vấn bên C bạn sẽ nhận record hả? Đây ví dụ như đây là một cái framework ha. Thật ra thầy nói các bạn rồi mình sẽ follow theo framework mấy ông lớn, tại vì mấy ông lớn họ build framework họ đều có tool hết rồi. À, bất cứ những cái bước nào họ đều có tool hết rồi. Ví dụ họ ví dụ cái bước về big data processing họ có tool của nó, cái big data storage họ cũng có tool của họ rồi. À, thì mình sẽ theo những ông lớn, ví dụ như Azure, AWS hoặc Google Cloud. Và mình mà tự build thì mình sẽ hơi gặp vấn đề về 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 cái sự matching ha, matching giữa các công cụ. Mình nên dùng thêm một cái ông lớn nào đó ha. Azure là Azure hẳn, AWS Azure hẳn. Đừng cái lấy cái này cắm ở kia ha. Chúng ta sẽ hơi mất thời gian đấy. Chúng ta sẽ làm chung một cái chuẩn. Thì bạn lên mạng mà search thôi. Bạn search là Azure Big Data. Đó, thì họ sẽ có một cái chuẩn của nó. Mình follow theo. Hoặc là AWS Big Data hoặc Google Cloud Big Data. Thì bạn sẽ có cái hình đó ha, cái chuẩn đó bạn follow theo họ thôi đó. Đừng nên lấy cái này cắm cái kia đó. Thì đơn giản là chúng ta sẽ tổng hợp data nhiều nguồn, chúng ta sẽ có cái loại lưu trữ HDFS hoặc HBase hoặc hai công đoạn xử lý MapReduce 2QL hoặc là Spark và đặc biệt là Hadoop để chúng ta xử lý bằng machine learning. Còn những cái này là data warehouse để lưu trữ dành cho cái việc kinh doanh thông minh, xuất báo cáo các kiểu ha. Nói chung các bạn sẽ được học những cái kiến trúc như vậy, cách xử lý cơ bản, nhưng mà thầy nghĩ là cái này nó không khó bằng cái việc mà học tư duy data scientist ha. Tư duy data scientist vẫn là cái rất là cần thiết. Cái này thì sớm muộn thì bạn cũng sẽ biết cách setup thôi ha. Khi học thì bạn setup được thôi. Cái này mới khó này. Cái này mới cái tư duy về data scientist mới khó. Những cái câu hỏi mà người làm data professional hay gặp đó là dirty data. Cái này kinh khủng các bạn, dirty data nó kinh khủng lắm. Nếu bạn vô một cái doanh nghiệp nào đó mà cái data của họ chưa chuẩn chỉnh, data họ tâm lum hết ha, lúc thì lúc này lúc lúc kia, thầy nghĩ là một cái nightmare, nó là một cái gì cơn ác mộng, cơn ác mộng với các bạn. Khi mà data nó chưa được chuẩn chỉnh, nó lưu trữ mỗi thứ một kiểu một nơi thì mình thấy là lúc nào bạn cũng gặp câu chuyện về iterate hết, tích hợp cực kỳ khổ, khổ lắm. À, tốt nhất nha, nếu bạn là người điều hành doanh nghiệp, bạn nên thống nhất một cái form, thống nhất một cái dạng data, dù là lấy từ đâu chăng nữa, vừa lấy từ web, vừa lấy từ survey, vừa lấy từ input gì đó hả? Thì nó nên thống nhất hả? Thống nhất một dạng data, nó giúp cho những cái câu chuyện phát triển tương lai của mình dễ hơn hả? Còn bạn cứ giao quyền cho một cái anh IT phát triển một cái web thu nhận data, bạn cứ giao quyền cho cái người làm survey tự thu thập data, bạn cứ giao quyền cho cái người nào đó truy vấn data, mỗi người làm việc độc lập đi, cuối cùng bạn combine như thế nào
đúng không? Và bạn sẽ tốn một chi phí khá khá đấy ha, để mình có thể tích hợp đấy ha. Thì hãy nghĩ là Big Data là một câu chuyện rất là tai nghe ha. Thì các bạn, nếu các bạn điều hành doanh nghiệp thì các bạn phải chú ý cái chuyện thống nhất dữ liệu trên thành cái, bởi vì nó sẽ tiết kiệm cho các bạn rất 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 nhiều chi phí ha. Còn nếu không thì bạn sẽ mất chi phí để tổng hợp. Rồi lack of talent thì rõ ràng là nhiều công ty họ đang thiếu những người thực sự là talent, có nghe có cái tư duy tốt về data, không phải là chỉ cắm cắm đầu mà làm việc đó ha, mà phải biết khi nào làm này, khi nào làm kia ha. Biết biết đặt ra bài toán có tính business value, có nghĩa là mình nghĩ ra bài toán mà có giá trị hữu ích, chứ không phải nghĩ ra bài toán chơi chơi. Mình không nghĩ ra một bài toán đánh giá cảm xúc khách hàng để chơi chơi, mình đánh giá cảm xúc khách hàng để mình làm gì đó. Nó phải có một cái business value. Tại sao anh cần phải đánh giá cảm xúc khách hàng là vui buồn? Nó có business value gì không? Đúng không? Nếu bạn làm để chơi chơi, để chứng tỏ mình có thể biết làm AI, nhưng nghĩa với doanh nghiệp ha. Đó. Thì bạn phải luôn luôn đặt câu chuyện là business value. Như thầy nói business value nó có ba cái. Một là customer value, có nghĩa là bạn đang làm ra để phục vụ khách hàng. Nếu bạn không trả lời câu hỏi là phục vụ khách hàng như thế nào thì bạn đừng có làm ha. Thứ hai là operation value, bạn đang làm ra để cái hoạt động trong cái môi trường của bạn đó, nó tốt nhất, nó càng tốt hơn, kiểm soát dễ hơn. Nếu mà không trả lời câu hỏi là cũng đừng làm AI. Và bạn làm AI để bạn có một cái risk value, có nghĩa là bạn làm AI để bạn dự đoán, bạn ngăn chặn cái rủi ro. Nếu bạn không trả lời câu hỏi là cũng đừng làm AI. Ngoài ba cái đó không, ngoài AI mà bạn làm ra bạn không chứng minh được một trong ba cái đó thì đừng có làm AI. Làm chỉ tốn chi phí và công sức thôi. Hiểu không ạ? Giống như mình sẽ kiểm tra coi người ta xếp hàng trên kệ có đúng hay không, khi mà người ta chụp ảnh đó. Đó, mình dùng AI để phân tích ảnh coi cái hàng trên kệ xếp đúng hay không. Thì cái đó nó phục vụ cho operation value, có nghĩa là giúp mình kiểm soát lại coi cái việc mà thống kê trưng bày, cái việc mà trưng bày sản phẩm nó có theo đúng cái rule không, có sai sót gì không. Mình dùng AI để mình tự động chấm công, nó phục vụ cho operation. Mình làm một cái chatbot để phục vụ cho khách hàng, đó là customer value. Mình dự đoán khả năng khách hàng rời bỏ dịch vụ, nó là risk value. Tức là mình chỉ ra được là cái bài mình đang làm nó phục vụ cho cái lĩnh vực nào, thì lúc đó mới thực sự là có nghĩa. Còn bạn làm một con AI để gọi là để hát nhạc, để đứng nhảy múa làm gì vậy? Đó, làm AI cho con robot để đứng nhảy vậy thôi, nói nó nhảy nó nhảy, nói nó hát nó hát. Ủa vậy giá trị ở đâu? Người ta chơi thời gian người ta cũng chán, công sức bỏ ra rất là nhiều, nhưng cuối cùng giá trị đâu? Thà bạn làm công AI bạn ra lệnh nó biết, ví dụ anh ra lệnh gì, bạn ra lệnh là tắt đèn, hay là ra lệnh là gì các bạn, là chỉ đường, hay là ra lệnh gì đó, thì may ra nó còn có giá trị là customer value. Cứ làm mà đứng nhảy múa kiểu thì nghĩ là kiểu như là chơi vài buổi thì chán thôi ha. Đó, tức là chúng ta phải định nghĩa ra cái chúng ta làm bài toán là gì ha. Ok, nhiều bạn giải bài toán, có một bài toán AI là Titanic đúng không, dự đoán sống sót hay không, thì chúng ta phải suy nghĩ giá trị khách hàng ở đây là gì, liệu chúng ta có thể giúp khách hàng tránh những cái tình huống đó không, đúng không? Đó, chúng ta nghĩ chứ mà không đơn giản chúng ta dự đoán bài đó chơi đâu, chúng ta phải nghĩ ra cái output nó hiệu quả hơn. Đó, chúng ta nên ra một cái output. Thầy nghĩ bài Titanic đó nên là bài toán đề xuất chứ không phải nên bài toán dự đoán. Ở đây các bạn nào làm bài toán Titanic classification chưa, phân loại coi là survive không là survive trong Titanic chưa? Thầy nghĩ bài đó nên là bài recommendation, nó sẽ hay hơn bài toán classification. Bạn sẽ recommend coi là nếu người đó muốn sống thì người đó sẽ lên bon thứ mấy ở đâu, nên bài toán nó nên đã recommend, nó sẽ giá trị hơn là bài toán next. Đó là mình phải nghĩ đến cái giá trị business của nó nhiều hơn ha, ở customer nhiều hơn, chứ đừng có giải để chơi thì nói chung là doanh nghiệp mà sẽ không thích giải để chơi đâu vậy thôi. Rồi, thì vừa rồi đã kết thúc cái buổi học đầu tiên về cái chủ đề là ứng dụng của ngành khoa học dữ liệu trong các cái doanh nghiệp với thầy Trần Đăng Tuấn nha. Thì bạn nào mà chưa hiểu á thì hãy coi lại video của mình nha. Bạn nào thấy hay á thì hãy nhớ like và subscribe, kèm bật thêm nút chuông thông báo cho mình nữa nha. Bạn nào mà muốn mình làm các video về chủ đề gì á thì hãy nhớ comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Hoặc là mình có cái tab cộng đồng trên kênh YouTube của mình á, các bạn có thể vào đó comment để cho mình biết các bạn đang quan tâm đến những chủ đề nào nha. Rồi, video ngày hôm nay đến đây thôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình nha. Bye!